mọi người ạ. Đặt cái này nhá. Xin chào mọi người ơi. Mọi người vào xem live với em nhá. Hôm nay em sẽ live lên với cả nỉ với cả áo khoác ở bên cơ sở ao sen nhá. Hôm nay em sẽ live lên nỉ áo khoác ở bên cơ sở ao sen này. À, hôm trước nếu mà ai có đơn giữ ạ thì mọi người có thể gộp đơn hôm nay nhá. Nhà em chỉ gộp đơn ở một cơ sở thôi. Hôm trước nếu mà có ai có đơn ở bên ao sen nhá thì hôm nay nhà em sẽ gộp đơn nhá. Em chào chị Nguyễn Hồng Nhung, mọi người ai đang xem thì cho em biết đang xem. Ai đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem thì chấm cho em một cái nhá. Xong rồi em sẽ like lên nỉ với cả áo khoác rất là nhiều mẫu. Toàn là hàng hai hen tuyển chọn. Đây mà chị. Toàn hàng hai hen tuyển chọn thôi nhá. Xong rồi mình sẽ chơi mini game đầu tiên này. Chào chị Hoài Hana nhá, chào chị Nguyễn Như Quỳnh này. Mọi người ai đang xem thì cho em biết là đang xem đi ạ. Mọi người share cho em vào 5 nhóm nhá. Share live stream vào 5 nhóm để được nhận áo không đồng này. Lên 150 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game nhận áo không đồng. Chị chơi mini game rồi. Chào chị Nguyễn Hà My nhá. Mọi người share live stream vào 5 nhóm cho em đi ạ. Chào chị Hanh Lê này. Mọi người ơi, rất là nhiều mẫu áo len ở bên cơ sở ao sen nhá. Ở bên cơ sở ao sen mỗi mẫu chỉ có một cái thôi ạ. Bởi vì đây là hàng tuyển chọn nhá. Mọi người nhớ theo dõi live stream của em. Chị nhận hàng rồi, đẹp quá, cảm ơn em nhé. À, em cảm ơn chị Thanh Phương Lê nhá. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Chào chị Nguyễn Hồng Nhung ạ. Mọi người ai đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem thì comment cho em biết đang xem nhá. Có thấy chị Bi Que ạ? Có thấy chị Bi Que ạ? Mọi người share cho em vào 5 hội nhóm này. Lên 150 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Lên 100, à em sẽ tặng. Hôm nay sẽ tặng cho mọi người áo chấm bi trễ vai này. Hôm nay em sẽ tặng cho mọi người áo trễ vai chấm bi nhá. Mọi người share cho em live stream đi ạ. Share cho em live stream vào 5 hội nhóm nhá. Ok chị ạ, rất là nhiều mẫu áo len nhá. Cả váy len, áo len, váy len, rất là nhiều mẫu. À, chị hỏi mẫu nào ạ? Chị Azi Kim à? Chào chị Thao Nguyên ạ. Ok chị ạ, tí nữa em sẽ like từng mẫu một nhá, rất là nhiều mẫu len chị ạ. Áo em đang mặc có bán nhá. Áo em đang mặc là áo nỉ chữ Hàn Quốc này, có giá là 95.000. Có giá là 95.000 một cái nhá. Nỉ chất da cá Hàn Quốc nhá. Mọi người share cho em vào 5 nhóm nhá, lên 150 người share em sẽ bắt đầu chơi mini game này. Share cho em vào 5 nhóm đi ạ. Áo em đang mặc là 95k nhá. À, bây giờ em sẽ chơi mini game trước rồi em sẽ like áo len cho mọi người nhá. Sẽ chơi mini game tặng áo trễ vai này. Tặng áo trễ vai này trước rồi sẽ like len cho mọi người. Rất là nhiều mẫu len nhá. Mẫu len nỉ và có cả áo nhung nhá. Rất là nhiều mẫu. Mọi người share cho em live stream đi ạ. Share vào 5 nhóm để được nhận áo không đồng nhá. Share like vào 5 nhóm để được nhận áo không đồng. Áo em đang mặc có màu vàng với cả màu xanh coban nhá. Đây ạ. Có cả màu xanh coban nữa này. Màu xanh coban nhá. Giá là 95.000 một cái. Cái này chất mềm kiểu thích luôn ý. Chất nỉ mềm nhá. Chất nỉ da cá cực kỳ đẹp luôn này. Giá là 95k nhá. Nếu mà mọi người lấy áo em đang mặc thì comment cho em là áo đang mặc kèm màu nhá. Áo đang mặc kèm màu kèm số điện thoại này. Mẫu này thì form kiểu nỉ dáng kiểu thụng thụng ạ. Thế nên là bao nhiêu cân cũng mặc vừa. Tầm dưới 60 cân đổ lại nhá. 60 cân đổ lại là ok. Rất là đẹp. Màu nào cũng rất là xinh luôn. Ok, bây giờ em sẽ chơi mini game luôn nhá. Em sẽ chơi mini game tặng áo trễ vai cho mọi người này. Em sẽ lấy một tờ tiền. Một tờ tiền để mọi người đoán hai số cuối của tờ tiền nhá. Mọi người ai mà vào sau thì em sẽ nói lại này. Em sẽ tặng cho mọi người một cái áo trễ vai chấm bi này. À đằng sau á đây ạ. Đằng sau nó là dáng trơn thôi. Đằng sau đây nhá. Nó là dáng trơn thôi ạ. Đây nó dáng kiểu này em đang mặc với cả chân váy xòe nhá. Mọi người có thể mặc với cả quần legging hoặc là quần bò các kiểu đều ok hết. Nói chung là
Mọi người mặc với cả cái mic với cái gì cũng đều rất là hợp ấy ạ. Bởi vì cái dáng này rất là dễ mặc nhá. 95k một cái, ai lấy thì chốt cho em. 95 kèm số điện thoại này. Mọi người share cho em nhé, đang bị tụt view. Mọi người share livestream vào 5 nhóm cho em nhá. Share vào 5 nhóm cho em để được nhận áo không đồng này, xong rồi sẽ chơi mini game này. Với cả mọi người đừng rời livestream nhá, bởi vì hôm nay rất là nhiều mẫu áo len, váy len, áo nỉ, áo khoác cực kỳ đẹp luôn nhá. Mọi người hãy ở lại và đừng rời like này. Em cao 1m6 ạ. Em cao 1m6 nặng 47 cân nhá. Ok, chơi mini game luôn nhá. Chơi mini game luôn cho mọi người đỡ phải đợi lâu này. Em sẽ cho mọi người một gợi ý nhá. Một gợi ý này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01, từ 01 cho đến 50 nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50. Áo em đang mặc có giá là 95.000 nhá. Áo em đang mặc có giá là 95.000. Đây là áo nỉ da cá có chữ Hàn Quốc này. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người. Bây giờ mọi người comment đoán số đi ạ. Comment đoán số nhá. Em sẽ tặng cho mọi người một áo trễ vai chấm bi này. Một áo trễ vai chấm bi nhá, rất là đẹp luôn. Mọi người comment đi ạ. Và mọi người nhớ là bây giờ nhá, nhà em chơi là một lượt comment tương ứng và một lượt chia sẻ. Tức là nếu mà mọi người comment bao nhiêu thì mọi người chia sẻ cho em bấy nhiêu nhá. Comment bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu. Đây em chơi mini game xong em sẽ bán hàng luôn. Tại lúc đầu nhà em lúc nào ở đầu live cũng phải chơi mini game cho mọi người để tặng tri ân mọi người nhá. Đây có cả màu xanh coban này. Có cả màu xanh coban nữa nhá. Giá là 95k. Có màu xanh coban cả màu vàng như em đang mặc. 20 size nhá, 14 size. 49 size ạ. 19 size này. 22 size nhá. Mọi người nhớ là mọi người chia sẻ đủ các bước cho em nhá. Nếu mà ai comment đúng nhá mà không chia sẻ đủ thì nhà em sẽ không tính đâu nhá. Mình bị ẩn nhá. Thế nên là mọi người chia sẻ càng nhiều thì lượt tăng đắt càng nhiều. Ôi, màn hình tối thế nhỉ? Tối này. Tối cực, tối nhỉ? Em nhìn thấy tối đúng không? Không phải đâu, nghĩa là cái này tối. Em ấn nó một cái gì cho sáng lên đi. Không, em ấn vào màn hình ý. Không, em chỉnh độ sáng. Em ấn vào cái màn hình ý, cho nó chỉnh góc sáng lên ý. Tối cực. Mọi người xem có bị tối không ạ? 49 size nhá, 25 size. Áo em đang mặc là free size nhá, dưới 62 cân mặc vừa. Free size ạ. Ai vào sau em sẽ nói lại này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 nhá. Tối nhỉ? Không phải, mọi khi vẫn như này mà. Đây là con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 này. Từ 01 cho đến 50 và sẽ được tặng một cái áo che vai này nhá. Một cái áo trễ vai này. Mọi người xem like có rõ không ạ? 01 size này, 12 size, 38 size, 07 size nhá. 07 size. Mọi người nhớ là chia sẻ đủ các bước cho em nhá. À không, có áo phông ạ. Hiện tại là bây giờ chỉ có là mẫu len thôi. Bởi vì bây giờ đang chuyển sang mùa thu rồi ạ. Thế nên là nhà em đã bán hàng thu rồi nhá. 05 size, 36 size ạ, 21 size nhá, 50 size này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 nhá. Từ 01 cho đến 50. Size ạ. Mọi người xem like có bị tối không ạ? 08 size, 38 size. Mọi người comment nhanh lên đi ạ. 41 size này. 45 size nhá. Em sẽ tặng luôn áo trễ vai chấm bi này nhá. 25, 28 size. 30 sai ạ, 50 sai này vẫn chưa có ai comment đúng cả. Những cái số nào mà em đã bảo sai rồi ạ thì mọi người đừng comment lại nữa, bởi vì như thế sẽ rất là mất thời gian. Với cả không trúng được đâu. À chị mà lấy áo của em đang mặc thì chị comment cho em là 95k kèm màu nhá. Có vàng với cả xanh coban này. Chị comment cho em là 95k kèm màu đây nhá. Áo nỉ chữ Hàn 95.000 một cái này.
kèm cả số điện thoại nhá. 95k kèm màu kèm số điện thoại. 28 size, 18 size ạ, 36 size nhá. Vẫn chờ ai comment đúng cả. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50. 22 size, 19 size, 47 size ạ, 44 size nhá. Một con số nằm trong khoảng từ 01 cho đến 50 này. À hôm nay nhà em sẽ like á, áo len, áo nỉ, khoác len nhá, khoác len với cả váy len ở bên cơ sở ao sen nhá. Ở bên cơ sở ao sen này. Ok này, chốt cho chị ở trong này nó chưa hiện, ở kia mới hiện. Chốt cho chị Eli Trương một cái 95k vàng này. 49 size ạ, 45 size nhá. Vẫn còn chưa có ai comment đúng cả mọi người. Mọi người comment nhanh tay lên đi ạ. Và mọi người chia sẻ mạnh tay cho em nhá. Chia sẻ mạnh tay lên. Lượt tương tác càng nhiều thì hiện nó không bị ẩn comment đấy ạ. 37 size này, 48 size, 46 size. Bây giờ em sẽ cho mọi người thêm một gợi ý nữa này. Đây là một con số lẻ nhá. Đây là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 10 cho đến 40 thôi, cho gần nhá. Đây là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 10 cho đến 40 này. Một con số lẻ nằm trong khoảng từ 10 cho đến 40 và là một con số lẻ này. Đây nhá, áo tặng sẽ là áo trễ vai này nhá mọi người. 49 size này. 32 là số chẵn rồi ạ. 39 size nhá. 28 size, 28 là số chẵn rồi. Đây một con số lẻ nhá mọi người. 46 là số chẵn rồi. Một con số lẻ nằm trong khoảng từ 10 cho đến 40 thôi. 10 cho đến 40 thôi nhá. Rất nhiều các mình bị ẩn, thế nên mọi người tương tác nhiều lên đi ạ. Mọi người chia sẻ livestream nhiều lên cho em nhá. 33 size này. Lạnh hôm nay em không biết nữa, em đang ra quay ở cơ sở. Em đang quay ở ngoài cửa hàng chị ạ. 25, 31 size ạ. 17, 19 size nhá. 15 size này. 33 size vẫn chưa có ai trả lời đúng cả. 37 size. 39 size mọi người comment nhanh tay đi ạ. 11 size, 15 size này. Một con số này mà từ lúc nãy vẫn chưa có ai trả lời đúng cả. Mọi người đã comment rất nhiều số. Em đã cho mọi người gợi ý rất là sát rồi nhá. Từ 10 cho đến 40 là một con số lẻ. 39, 29 size. 25 size sắp đúng rồi, gần đúng rồi. Mọi người chỉ comment một tí nữa thôi là đúng rồi. 15 size này, 27 size, 29 size ạ. Nhìn nó không được sáng mấy, màu ấy. Màu nó không nét mấy. 21 size ạ. 35 size nhá, 25 size. Nhưng cái con số này em đã bảo size rất nhiều lần rồi mà mọi người vẫn comment lại. Mọi người comment những cái số mới hơn đi. Mọi người comment những cái số khác đi ạ. Màn hình chị để tối, màn hình chị để sáng. Ok, đã có một chị trả lời đúng rồi này. Đã có một chị comment đúng rồi nhá. Đây ạ. Đây là con số 23 này. Đây là con số 23 ở trong cam là bị ngược nhá. 23 xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng chị. Đây để em kéo lên trên này. Xin chúc mừng chị Oanh Phạm nhá. Chị Oanh Phạm này. Chị Oanh Phạm. Chị Oanh Phạm. Em nhìn thấy chị Oanh Phạm đầu tiên nhá. Con số này con số 23 nhá mọi người. Số 23 em sẽ tặng cho chị Oanh Phạm này. Chị cáp lại màn hình nhá. Cáp lại màn hình cho em lượt chia sẻ với cả comment. Để em sẽ check lượt chia sẻ của chị nhá. Nếu mà chị không chia sẻ đủ lượt đấy ạ, thì nhà em sẽ không tính đâu ạ. Chị nhớ inbox lại cho em nhá. Sẽ tặng cái áo trễ vai cho chị ý. Tặng cho chị cái áo trễ vai nhá. Ok mọi người ơi, bây giờ em sẽ quay hàng mới nhá. Ok, em sẽ quay hàng mới này. À, còn một cái váy cốt tông này. 99 mà sale 25 là bao nhiêu? Nó còn 75. À nhá. 75. 25% ấy. 75. Tính là 100. Ờ. Mọi người ơi, còn một cái váy Chanel trắng này.
Váy này sale 25% còn 75k nhá. Còn duy nhất một cái em xả nốt cái này rồi sẽ lên nỉ với cả len nhá. Một cái váy Chanel trắng này giá 75k, chất cotton cực kỳ đẹp luôn này. Mẫu này dưới 58, 50, tầm 56 cân đổ lại thôi. Mẫu này dưới 56 cân đổ lại thì mặc sẽ đẹp nhá. Giá là 75.000. Ai lấy thì comment cho em là 75k kèm số điện thoại. Tối đúng không? Ở trong này kiểu em để kiểu sáng lên ý, thì nhìn là mới kiểu sáng không? 75k kèm số điện thoại này. Đấy nhìn này, nhìn trong này nhá. Nhỏ, nhìn thấy khác hẳn. Mọi người có ai lấy váy này thì comment 75k nhá, còn duy nhất một cái thôi ạ. Váy trắng thêu còn không? Váy trắng thêu hình như không còn. Váy trắng thêu nhà em hết rồi ạ, đồ hè nhà em cũng hết rồi. Chỉ còn mỗi một cái này này. Chị nữ đầu đinh 75k ok ạ. À áo nỉ kẻ. Áo nỉ kẻ nhà em vẫn còn đây. Áo nỉ kẻ đây em ơi. Đây đúng không? Áo nỉ kẻ này đúng không em? Áo nỉ kẻ này là ở bên này. Áo nỉ kẻ này là 89k nhá. Nếu mà em lấy áo này thì comment cho chị là 89k kèm số điện thoại này. Cái này là chất nỉ da cá nhá. Đấy, mọi người ở cam tối này. Mọi người cho ánh đèn sáng lên một tí đúng không? Được không ạ? Bởi vì cái máy quay hôm nay của nhà em nó hơi bị tối. Hay là do trời tối nữa nhỉ? Tối quá. Nếu mà bật đèn đằng sau thì nó sẽ bị phản ánh sáng nhá. Đây nhá. Nỉ kẻ này có giá là 89.000 này. Nếu mà ai lấy thì comment cho em là 89k kèm số điện thoại nhá. Cái này nỉ da cá nó cũng dáng nó cũng như áo em đang mặc. Dáng nó cũng như áo em đang mặc thôi ạ. Hay chị em thử bật cái đèn vào đằng sau đi chị xem có bị lóa. Với cả cái áo nỉ Hàn em đang mặc này. Ok em nhá, chỗ cho em Phạm Minh Trang này. Đấy, nhìn đi. Nhìn. Tặng đi. Ok em, một cái áo nỉ này. Đấy. Đấy mọi người thấy không ạ? Bật đèn đằng sau thì nó lại bị phản ánh sáng. Ok, chị nữ đầu đinh gộp đơn luôn, áo kẻ 89 này. Phạm Minh Trang một cái kẻ 89k này. Hiện tại kẻ 89 còn duy nhất một cái nhá. Tối quá à mọi người chỉnh điện thoại cho ánh sáng lên một tí được không ạ? Bởi vì hôm nay nhà em like cái điện thoại này, thế nên là ánh sáng nó hơi bị tối ạ. Đợi em xả nốt nỉ rồi em sẽ lên nhá. À đây ạ, áo nỉ Hàn này. Áo nỉ Hàn. Tối thật đấy. Áo nỉ Hàn nhá, có hai màu. Để chỉnh sang lúc nào. Áo nỉ Hàn nhá. Đỡ hơn không? Áo nỉ Hàn Quốc này. Mỗi màu còn duy nhất một cái nhá. Giá là 95k. Mọi người lấy áo này thì comment cho em là 95k kèm màu này. Ok, xong rồi sẽ lên áo khoác nhá. Vâng ạ, ok chị Nguyễn Hà My ạ. Áo em đang mặc còn duy nhất một cái này. Duy nhất một cái màu vàng và duy nhất một cái màu xanh. Giá là 95.000 một cái nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn. À đây là cơ sở bên Ao Sen nhá. Cơ sở bên Ao Sen ạ. Nhà em không gộp đơn hai cơ sở đâu nhá. Cái em đang mặc là áo nỉ chữ Hàn Quốc. Giá là 95k một cái nhá. 95.000 một cái này. Mỗi màu còn một cái. Ai lấy thì chốt nhanh cho em. À là chị Thuy Pham. Chị lấy luôn 3 cái đúng không ạ? Chị Thuy Pham lấy luôn 3 cái nỉ đúng không ạ? Kể với cả hai màu này. Chị Thuy Pham nha, đúng thì ok cho em nhá. Là hết luôn nỉ rồi đấy. Là hết luôn áo nỉ rồi. Rồi sẽ qua màu len nhá. Không có màu đen đâu ạ. Rồi em ạ. Có nên có cái áo 2 dây nào không nhỉ? Tìm cho chị. À không có sọc to đâu ạ. Chị Thuy Pham ơi. Màu xanh. Ok. Mọi người ơi, áo nỉ hiện tại hết rồi nhá. Áo nỉ hiện tại là hết rồi. Em sẽ qua áo nỉ khác cho mọi người nhá. Mặc cái chiếc vai này được nhỉ? Mọi người đợi em lên. Mọi người đợi em mặc áo để thay mẫu cho mọi người này. Ok, em sẽ mặc từng màu một. Ôi nhớ quên mất. Chị Thuy Pham ơi. Chị có số điện thoại rồi mà em. Chị comment luôn có số điện thoại rồi mà. Thấy chưa? Chị comment luôn cái mà cùng hai áo ấy. Thấy chưa?
lấy ba cái luôn, chị để đôi xuống cho đấy. 115 mà trừ 25% là nhiêu? Em mặc mẫu này để thử nỉ cho mọi người nhá. Áo trễ vai này. Áo trễ vai em mặc để kiểu để thử áo đỉ thôi, nhưng mà cũng bán nhá. Áo này cũng đang được sale là giá 95k. Áo trễ vai lá này đang được sale với giá là 95.000 nhá. 95.000 này mọi người lấy đi chốt cho em, em sẽ mặc mẫu nỉ khác cho mọi người. Nỉ én nhá. Áo nai là chị nhà em không có áo nai đâu ạ. Len đi, ok. Em sẽ like sen kẽ cho mọi người xem nhá. Nỉ xong rồi lại len nhá, like sen kẽ luôn. Để cho mỗi người một ý ạ. Thì mọi người sẽ xem được. Đây nhá, áo nỉ én này. Mẫu áo nỉ hình con én nhá. Rất là sắc nét luôn này. Có giá là 140.000 này. 140.000 đây ạ. Ở bên trong là lót bông nhá. Ok, chị đợi em một tí nhá. Ở bên trong là lót bông này, giá là 140k. Mẫu này dưới 58 cân đổ lại nhá. 140.000. Mọi người lấy mẫu này thì comment là 140 kèm số điện thoại cho em này. 140 kèm số điện thoại nhá. Ở bên trong lót bông cực kỳ ấm luôn. Xong rồi sẽ mặc len với cả váy len cho mọi người nhá. Bên trong rất là ấm này, 140k này. Có áo bầu bí mặc được nhá. Áo len bầu bí mặc được đấy ạ. 140.000, ai lấy thì chốt cho em nhá. 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại này. Qua mẫu len luôn nhá. Cái này có chưa giá đúng không? Len là từ bao nhiêu nhỉ? Để chắc chị Hương ghi ra một cái. Dần. Ui. Cửa này là không. Đấy. Mọi người đợi em qua mẫu. Qua mẫu len màu hồng nhá. À, nhà em sẽ không free ship đâu chị ạ. Nhà em cả kể chị mua bao nhiêu nhà em cũng không free ship được. Nhà em đã tính phí ship rất là rẻ rồi. Nhà em ship nội thành Hà Nội là 22k nhá. Còn ship tỉnh là 30 cho đến 35k là nhà em đã hỗ trợ ship cho mọi người rồi đấy ạ. Đồ len nhá, đồ len còn có hàng mới nhá. Đây nhá, áo len hồng nhá, vạt ở đằng sau dài hơn này. Cái này là màu hồng phấn nhá, chất len rất là đẹp. Nói chung đây là hàng tuyển chọn rồi thì chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Áo này có giá là 120k này. 120k nhá. Đây em đang like từng mẫu len một đây mọi người. Áo len này có giá là 120.000, mặc với cả chân váy hoặc là quần legging, quần bò ấy ạ. Bởi vì cái vạt ở đằng sau này nhiều dài hơn, mặc kiểu lên dáng rất là xinh nhá. Giá là 120.000 này. Ai lấy chốt cho em là 120 kèm số điện thoại. 120k kèm số điện thoại nhá. 120 chị nữ đầu đinh gộp đơn này. Ok, sẽ like từng mẫu một váy nhá. Váy xong rồi lại áo nhá. Nữ đầu đinh này. Em sẽ like sen kẽ cho mọi người nhá. Một cái váy nâu tua rua. Cái này chất cực kỳ đẹp luôn này. Màu nâu tây nhá. Màu nâu tây chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất len nếp này, đây ạ, lên dáng xinh không? Màu này là màu nâu, kiểu màu nâu tây tây ạ. Nhìn ở trong cam nó màu nó không đẹp bằng ở ngoài đâu ạ. Đấy, chị Linh Vũ là chị Khoai feedback. Hàng len tuyển chọn đây ạ, thế nên là chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái váy len này có giá là 145k này. Váy 145k, chị Linh Vũ lấy nâu đúng không ạ? Chị Khoai. Chị cứ để cho em xin số điện thoại nhé, để em viết đơn ạ.
Có nỉ Mai ơi, có nỉ nhá. Xem lại én nào, ok, đợi chị. Sao lại đang có kết nối nhỉ? Ấm ở đâu nhỉ? Hình như là đấy. Đang cố gắng phát trực tiếp mà như là. Chị cũng không hiểu. Đừng có phát hàng được. Ok chị Khoa ạ, đây nhá. À chị Thi nhanh lên ơi, cái nâu ơi chị comment sau rồi ạ. Em đã chốt cho chị, em đã chốt cho người khác rồi nhá. Cái én này, nỉ én giá là 140.000 này. Nỉ én 140k nhá, ở bên trong lót bông này. Bên trong lót bông, áo chữ Hàn hiện tại bên cơ sở Aosen hết rồi chị ạ. Áo chữ Hàn hiện tại bên cơ sở Aosen hết rồi nhá. Đây ạ, én là 140.000 nhá. Hình én rất là nét luôn này. 140k này, em sẽ lên mẫu len khác cho mọi người nhá. Mọi người đợi em một tí. Lên một cái màu xanh cốm nhá. Màu xanh cốm này. Hiện tại là đang live bên cơ sở Aosen nhá. Hình như là lần trước em live ạ, có ai giữ đơn ấy thì mọi người có thể gộp đơn luôn hôm nay được nhá. Nhìn cái áo trễ vai này. Nỉ én, ai lấy nỉ én comment cho em là nỉ én kèm số điện thoại. Có váy len dài qua gối ạ. Mọi người đợi em nhá, cứ đợi em. Đây nhá, váy len này. Váy len màu xanh, hình như cái này bị vết đúng không nhỉ? Hay không phải nhỉ? Vết đúng không? Mà nhìn không rõ mấy đâu. Mọi người cái này hình như là nhìn nó hơi bị một cái dấu chấm ở đây ạ. Nhưng mà nhìn đây là do ánh sáng rất là nhiều nhá. Thế nên là nhìn mà nhìn là cũng không rõ đâu ạ. Em fix luôn còn 120k này. Cái gì em? Chị nhận được dàng hàng rồi, xuất sắc luôn em ơi. Em cảm ơn chị Phạm Huyền nhá. Đấy ạ, mọi người feedback hàng lên nhà em thì cam kết chất lượng luôn cho mọi người nhá. Toàn là hàng tuyển chọn thôi ạ. Cảm ơn chị Phạm Huyền rất là nhiều này. Chị Thiên lên là áo nâu hết rồi. Áo len này thôi fix luôn 110.000 nhá. Bởi vì nó hơi có vết ở đây này. Nhưng mà nhìn không rõ đâu mọi người ạ. 110k này. Nỉ én chị Hoa Suri này. Chị Hoa Suri nỉ én rất là dày luôn. Chất đây nhá, cái áo len này thì chất cực kỳ dày này. Nói chung là hàng len nhà em ạ, chất thì cực kỳ dày dặn nhá. Mọi người mua hàng này vào mùa không có giá này đâu. Vào mùa bình thường ở ngoài phải tầm 200 đổ lên. Bởi vì chất len cực kỳ dày dặn nhá. Mẫu này 110k này, ai lấy chốt cho em. Ở hai bên hông có kéo khóa nhá. Hai bên hông có cái khóa này. 110.000 nhá, em sẽ qua luôn mẫu khác. Qua luôn mẫu khác nhá, nỉ xong rồi lại khoác nhá. Nỉ xong rồi lại khoác này. Qua luôn mẫu khác này. Chị khoai 110k dồn luôn. Ok, em dồn đơn cho chị Khoai này, 110k. Áo len kẻ này. Áo len kẻ. Áo. Qua mẫu áo len kẻ này. Cái này có sọc đỏ ở phía dưới với cả ở viền tay nhá. Có sọc đỏ này. À ở bên cơ sở Aosen không có vest đâu ạ. Ở bên cơ sở Aosen chỉ có áo khoác nỉ. Áo khoác và nỉ áo len nhá. Với cả váy len thôi ạ. Áo nỉ này có giá là 125k. Áo nỉ này có giá là 125k này. 125k. Chị Khoai dồn đơn luôn đúng không ạ? Chị Khoai dồn đơn luôn đúng không ạ? Ok, em thay mẫu khác luôn này. Chị Khoai dồn đơn luôn kẻ nhá. Ok mọi người ơi, mọi người đợi em một tí. Chị Khoai kẻ luôn này. 125. Này, ok chị ạ. Qua một cái mẫu váy nhá. Váy len màu ghi. Váy len là bao nhiêu?
váy len dài. Ui nhìn này, cái áo bên trong nó lộ hết cả da. Đây nhá, qua một cái mẫu à. Kéo xuống vậy. Một cái váy len cổ tim này. Váy len cổ tim nhá. Đây em đang mặc một cái áo bên trong, thế nên là nhìn nó, nhìn nó hơi bị lộ, để bỏ xuống. Váy len cổ tim này giá là 160k này. 160k nhá. Đây ạ, mọi người có nhìn thấy rõ ràng không ạ? 160 này. Vẫn nhìn rõ. Quay không này rõ hơn nhỉ? 160.000 nhá, màu lông chuột. Màu kiểu màu ghi ghi rất là xinh. Dáng rộng này, bầu bí bon chen thoải mái này. Bầu bí cũng bon chen thoải mái luôn nhá, chất len cực kỳ đẹp luôn ạ. Chất kiểu mượt mượt rất là đẹp. Cổ tim nhá, giá là 160.000 này. Cái này tầm dưới 58 cân đổ lại nhá. 58 cân đổ lại mặc vừa, giá là 160.000. Ai lấy chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là 160 kèm số điện thoại nhá. Rồi sẽ qua mẫu luôn này. À vâng, ok chị ạ. Ok chị nhá, bên này ship riêng ạ. Mọi người ai lấy mẫu này comment cho em là 160 kèm số điện thoại nhá. Em sẽ qua luôn mẫu khác cho nhanh này. Cái này kìa, phải có hai dây ấy. Hình thức mà đu lên đu xuống. Qua màu nâu nhá. Ồ, cái này. Áo len màu nâu này. Đấy ạ, dáng như thế này nhá. Cái này màu ở ngoài đẹp hơn trong cam đấy ạ. Màu ở trong cam nó hơi bị kiểu cam cam một tí. Màu ở ngoài là màu kiểu nâu 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 cam nhá. Cái này nó hơi bị một cái vết ở đây này mọi người này. Bị một cái vết ở đây nhá. Nhưng mà sửa được mọi người nhá. Fix luôn cho mọi người nhá. Hơi bị một cái vết tí thôi, mọi người mặc ở đằng sau là không sao hết. Fix cho mọi người 110.000 nhá. Fix 110.000. Ok ok chị ạ. Mọi người đợi một tí nhá. Đây ạ, áo này fix 110k nhá. Bình thường là phải 140.000. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Chất len rất là đẹp, kiểu mượt mượt nhá, mềm dày dặn. Giá 110.000 này. Ai lấy mẫu này comment cho em là 110 kèm số điện thoại. 110 kèm số điện thoại nhá. Xong rồi sẽ qua dàn váy luôn nhá. 110k kèm số điện thoại này. Sẽ qua luôn dàn váy cho mọi người. Tí nữa mặc đẹp nhỉ. Chúng ta qua váy trước này. Áo nâu dồn đơn chị Hoa Suri này, 110.000, ok ạ. Ok chị Hoa Suri. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Qua mẫu váy nhá, váy len này. Váy len này. Váy len kiểu hình bông tuyết nha đây ạ. Kiểu hình bông tuyết này, xong rồi đính một cái á, một cái ngọc ngọc lấp lánh ở đây này, rất là xinh nhá. Đây ạ, màu này là màu kiểu màu mận mận ý. Màu mận mận ý nhá. Giá là 160k này. Mẫu len này có giá là 160k. 160, ai lấy chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Chất len đây ạ, chất len quá đẹp luôn. Màu ở ngoài nó sẫm hơn nhá, màu ngoài nhìn đẹp hơn trong cam rất là nhiều. 160 kèm số điện thoại này. 160 kèm số điện thoại nhá. Kiểu lấp lánh bông tuyết. Nhìn ở ngoài mới rõ bông tuyết nhá, đứng xa mới rõ. 160.000 kèm số điện thoại. 160k kèm số điện thoại. Đây nha, em đứng lại cho mọi người xem một lần nữa này. 160.000 này. Màu ngoài đẹp hơn đấy. Màu trong cam nhìn cũng đẹp mấy. 160k nha. Ai lấy thì chốt cho em sẽ qua luôn mẫu khác.
qua từng mẫu một cho mọi người nhá. Còn có cả áo khoác cơ, rất là nhiều mẫu, mọi người cứ đợi em một tí ạ. Bởi vì mặc thế nên là hơi lâu một tí. Ok, len rộng nhá. Cái len lông này đẹp, đẹp cực kỳ luôn này. Một cái em len len lông đỉnh ngọc nhá. Mặc người mà. Đúng không? Đây, một em len này, cái này dáng cũng rộng này. Một em len lông nhá, cổ ngọc đẹp cực kỳ luôn đây ạ. Viền ngọc này, cái chất len lông này rất là xinh luôn nhá. Len lông 150k này. Ai chốt nhanh thì được nhá. Chỉ có duy nhất một cái thôi mọi người ạ. 150k kèm số điện thoại này. Cái này mặc lên xinh lắm ý. 150.000 nhá. Viền ngọc kiểu như này nhá, kiểu cổ như này này. 150k đây ạ. Màu này là màu kiểu be chứ không phải chứ không hẳn là trắng đâu ạ. Mọi người lấy comment cho em theo đúng cú pháp nhá. Ai comment theo đúng cú pháp thì em sẽ để cho người ý đầu tiên. 150k kèm số điện thoại. Đằng sau cũng có ngọc nhá. 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại này. 150 chốt cho chị Thu Hiền nhá. Chị Thu Hiền comment đầu tiên này. Mọi người comment nhá. Comment đầu tiên thì em sẽ chốt cho người ý này. Chị Thu Hiền comment đầu tiên nhá. Đây là hàng tuyển chọn, mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Mọi người comment nhanh nhanh thì sẽ được. Lên một cái len lông tiếp cho mọi người. Một cái len lông dáng rộng tiếp nhá. 150k hết rồi nhá. Mọi người chọn sang mẫu khác giúp em với ạ. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái thôi. Thế nên là mọi người phải comment nhanh lên. Không hết hàng là sẽ rất là tiếc đó. Cái này bây giờ qua một cái mẫu len màu xanh này. Màu xanh cổ viền ren nhá, len lông này. Len lông cổ viền ren nhá. Cái này có giá là 145.000. 145k này. 145k, màu này màu xanh kiểu xanh nước biển một tí nhá. 145 này, cái này cũng là len lông luôn. Cổ của nó là cổ có viền ren rất là xinh này. 145.000. Cái này cũng kiểu dáng rộng rộng nhá, dưới 60 cân mặc vừa này. 155k kèm số điện thoại cho em với ạ. 155k kèm số điện thoại nhá, mặc lên kiểu rất là yêu luôn. 155k kèm, à là 145. Mạng bị sao? À chị xem không rõ hả chị? Nhưng mà cái máy ở đây xem vẫn rõ. Ok, cho chị Nguyễn Kiều Trinh 145 này. 145 kèm số điện thoại. À mỗi mẫu chỉ còn một cái, thế nên em sẽ qua từng mẫu một cho mọi người lựa chọn. Mỗi mẫu chỉ, hàng nhà em là hàng tuyển chọn, thế nên là mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái thôi. Không có cái thứ hai đâu ạ. Có một em áo khoác này xinh xinh lắm, mặc luôn nhá. À 65 cân sợ không vừa rồi. 65 cân cao mét bao nhiêu hả chị? 65 cân cao mét bao nhiêu? 65 cân sợ không vừa nhỉ? 65 cân chắc không vừa đâu chị ạ. Thôi em hủy đơn ra chị nhá. Cái áo lúc lấy ai lấy thì chốt lại cho em 145k. Mọi người toàn bảo mạng yếu này. Sợ thế nhỉ. Mọi người ai xem rõ không ạ? Thế thì không vừa rồi chị ạ. Em hủy đơn ra chị nhá. Thế thì không vừa rồi. Áo len màu hồng tím này. Nhìn mặc với cái áo bên trong này không đẹp gì cả. Áo khoác màu hồng tím nhá. Hay là tí em mặc với cả cái váy khác rồi khoác nhá. Bởi vì bây giờ mặc nhìn không hợp. Đấy. Hay là do mạng của từng người nhở. Có người bảo là rõ. Có người lại bảo là không rõ. Đưa chị rõ lại cái áo đấy nào. Tí nữa sẽ mặc váy đen rồi khoác len cho mọi người nhá. Ok ok ạ. Mọi người ok nhá. Vẫn xem rõ là được rồi ạ. Cái len này 145k này. Ai lấy thì chốt lại cho em nhá. Cổ ren. Cổ ren ạ.
cổ ren 145 này, tí nữa em sẽ mặc áo khoác len này á. Áo khoác len. Áo khoác len này có giá là 150.000 nhá. Khoác len màu hồng tím này có giá là 150 này, chất len ép nhá. Chất kiểu chất len nét. 150k màu hồng tím. Có áo khoác len nhá, để em để mọi người đợi em thay một cái áo khác để mặc áo khoác nhá. Bởi vì mặc áo này mà áo khoác lên không đẹp. Áo là màu đen nhỉ. Chị Mỹ Dung lấy áo khoác màu hồng tím đúng không ạ? Chị Mỹ Dung ok cho em nhá. Chị Thu Trà lấy 145k này. Chị Thu Trà lấy áo len lông 145k màu xanh nước biển này. Màu xanh kiểu nhờ nhờ rất là xinh luôn. Chị Mỹ Dung khoác len ok ạ. À, ok chị Mỹ Dung này, mọi người em sẽ thay để mặc áo khoác lên cho mọi người nhá. Em sẽ thay một cái váy để mặc áo khoác lên chứ bây giờ nhìn không rõ dáng gì cả. Còn một em váy này hàng new này, còn rất nhiều khoa len nhá mọi người, đợi em sẽ thử cho mọi người. Còn một em váy nhá, váy len Gucci nhá. Váy len cộc tay Gucci hàng new giá là 145k này. Cái này là hàng new nhá mọi người, không phải là hàng si đâu ạ. Hàng new này chất len cực kỳ đẹp luôn, 145.000, 58 cân đổ lại. 58 cân đổ lại nhá mọi người, lấy chốt cho em là 145.000k kèm số điện thoại. 145 kèm số điện thoại này. Cái vạt ở đằng sau dài hơn nhá, kiểu nhìn rất là tôn dáng luôn. 145k này, 145k kèm số điện thoại đi ạ. Em sẽ mặc áo khoác đây cho mọi người luôn nhá. Rất là nhiều áo khoác đẹp. 145.000 nhá. Cái áo khoác, à cái áo khoác này ở dưới không? Đâu, hình như là hồi lần trước chị bán hết áo khoác rồi. Khoác len đi em ok ạ. Lần trước bán cũng gần hết áo khoác rồi. Ồ đúng không? Áo khoác mới đâu? Nhưng mà chưa lại mát đúng không? Thôi chị bán kiểu gì? Thế à, thì đi mang lên, còn lặng thế. Một em áo khoác len đỏ này. Chị Linh à, 145k là hết rồi đúng không? Một em à 145k chị Linh Mi lấy váy đang mặc đúng không ạ? Chị Linh Mi lấy váy đang mặc thì ok cho em nhá. Váy len Gucci này. Chị Linh Mi lấy váy đang mặc thì ok cho em ạ. Áo khoác len đỏ nhá. Khoác len đỏ cái này có cái cài, có cái cài à? À không không phải. Chưa. Áo khoác len này có giá là, khoác len này có giá là 140.000. Khoác len này có giá là 100. Ok chị Linh Mi ạ. Em chốt cho chị Linh Mi cái váy chị ăn mặc. Áo khoác len đỏ này 140k này. Mà thôi, cái này 130.000 nhá. Khoác len này 130.000 này. 130k, màu đỏ, màu đỏ nhá mọi người, màu đỏ. 130.000. Kiểu khoác nó lỡ lỡ ấy ạ, mọi người mặc với cả váy hay là mặc với cả quần dài đều rất là đẹp. Ok chị Phương Thảo, áo khoác len đỏ này. Có nhiều mẫu áo len, váy len, làm tí em sẽ mặc lại áo len cả váy len cho mọi người nhá. Rất là nhiều mẫu áo len cả váy len. Áo khoác thì nó cũng gần áo khoác cũng sắp hết hàng rồi mọi người ạ. Áo len đỏ cho chị Phương Thảo rồi nha. Một khoác len hồng lơ lửng này. Khoác này chị bán 130. Khoác len hồng này. Len hồng này cũng 130.000. Khoác len hồng này cũng 130k này. Ai lấy chốt cho em là hồng 130 kèm số điện thoại. Kiểu lửng lửng mọi người, khoác với cả váy rất là xinh luôn nhá. Lửng lửng khoác với váy rất là xinh này. Đây ạ, có cả khuy cài nhá, xinh cực. Thu Hiền, chị Thu Hiền đã có đơn gì chưa nhỉ? À chị Thu Hiền ơi, tí nữa chị inbox cho em đi ạ.
Bởi vì bây giờ nhà em không lưu đang like nha, thế nên là không lưu được đâu. Lên Hồng cho dồn đơn chị Phương Thảo này. Lên Hồng dồn chị Phương Thảo, ok này. Sắp hết khoác len rồi mọi người ơi. Cứ tưởng là còn rất nhiều mà lần trước bán gần hết rồi. Bên kia không, lần trước là bán hết rồi. Bán hết cả phát rồi cơ mà. Hết len rồi, em sẽ qua. À đây còn một cái khoác len này. Còn một cái khoác len kẻ này cũng rất là xinh luôn, 170k. Mọi người ơi, chị Phương Thảo ơi, mọi người tí nữa em sẽ inbox. Mọi người inbox cho em thông tin địa chỉ sau nhá. Bây giờ nhà em sẽ không ghi được cái thông tin địa chỉ ở trên live đâu ạ. Tí nữa mọi người inbox cho em sau ạ. Đây nha, một em khoác kẻ này. Ơ, chị Huyên Vu có thấy chị comment đâu nhở? Em có thấy chị, em không thấy chị comment luôn ý. Chị comment từ bao giờ rồi nhở? Hình như là bị ẩn comment đó chị ạ. À, khoác len kẻ này có khuy bấm nhá. Giá là 170.000. 170.000 này, xinh lắm luôn. Kẻ có khuy bấm này, có hình cái con gấu gấu này. À, Tố Loan, chị Tố Loan một khoác len này. Chị Tố Loan khoác len 170.000 này. Nỉ hoodie hiện tại nhà em cũng không hết nỉ hoodie rồi ạ. Có nỉ nhung đấy, mọi người có xem nỉ nhung không? Có nỉ nhung xinh lắm. Nỉ nhung thì dày cực kỳ luôn. Mọi người đợi em tìm mẫu để mặc nhá. Khoác hết rồi. Một em khoác nâu này. Ờ hình như còn một hai cái nữa thôi. Một em khoác nâu tây nhá. Khoác nâu tây. Một em khoác nâu tây này 150k này. Khoác nâu tây 150.000 này. Màu nâu tây nhá. Màu nâu tây 150.000. Khoác len ngắn đấy ạ. Chỉ còn một hai cái thôi mọi người ơi, ai lấy nhanh đi ạ. Khoác len hiện tại chỉ còn một hai cái thôi nhá. Màu nâu tây giá là 150.000 này. 150k. Chất len, chất len sờ chỉ có thích thôi. Chất len sờ rất là thích này. 150.000 nhá. Màu nâu tây đây ạ mọi người, đây nhá, nhìn rõ màu này. Ở ngoài đẹp hơn, ở ngoài đậm hơn. Ở ngoài đậm hơn nhá, giá là 150k này. Ai lấy thì chốt cho em là 150k nâu kèm số điện thoại. 150k nâu kèm số điện thoại nhá. 150k nâu kèm số điện thoại này. Đầm đen em mặc hết rồi ạ. Một trăm năm mươi có ai lấy em khoác len màu nâu tây này không ạ? 150.000 nhá, ở ngoài màu mặc lên rất là xinh luôn. 150 kèm số điện thoại đi ạ. 150 nhá, 150k. Còn một cái áo khoác màu ghi. Cái này cũng 150 này. Khoác cardigan màu ghi tay lỡ 150.000 này. 150.000 này. Ai lấy chốt cho em là ghi 150 kèm số điện thoại. Đây nhá, ghi 150.000 kèm số điện thoại này. Kiểu tay lỡ nhá, kiểu tay lỡ rất là xinh này. 150k kèm số điện thoại. Đằng sau đây ạ, 150.000 nhá. Chất len nét. Cái này là chất len nét rất là đẹp luôn. 150k. 150k chất len nét. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt 150 kèm số điện thoại nhá. Lên dáng rất là sang. 150.000 này. Một trăm năm mươi k có ai lấy không ạ? Xinh lắm luôn, chất len này. Mọi người đâu hết rồi? 150.000 này. Chị Tố Loan đổi lại này. Chị Tố Loan vừa lấy len kẻ đổi lại thôi, đổi đi. Lần nào cũng chưa lá chốt. Ok, em đổi cho chị Tố Loan nhá. Mọi người ơi, em sẽ qua màu khác. Khoác hết rồi. Khoác hết rồi, bây giờ mặc sang len nhá. Đổi cái sau kẻ lấy cái này nha. Ok chị nhá, ok chị.
em mặc ở đấy. Em sẽ mặc sang lên nhá. Hết áo khoác rồi. Ok, bây giờ sẽ mặc từng mẫu len một cho mọi người. Ok, ok, chị Tố Loa không sao ạ. À, chị Thi nhanh lên, còn một cái áo khoác kẻ này. À, còn một cái áo khoác cam, cam bằng chưa nhỉ? Còn một cái áo khoác cam này. Khoác cam nhá, đây ạ, khoác cam chất len nếp nhá. Lớp mình bảo bao nhiêu nhỉ? Khoác cam chất len nếp nhá. Một trăm bốn mươi lăm k chất len nếp này, màu cam nhá. À ok, em sẽ like váy dài nhá, để xem có mẫu nào váy dài dài này. 145k màu cam này, kiểu khoác cardigan kiểu lửng lửng rất là xinh nhá. 145k chất len nếp cực kỳ đẹp, gộp đơn cho chị Thi nhanh lên. Ok ạ, ok, gộp đơn cái cam cho chị Thi nhanh lên nhá. Cái kẻ lúc nãy vừa có chị đổi này, bây giờ còn cái kẻ này 170.000 này, 170k này, ai lấy thì chốt cho em là kẻ 170 nhá. Mẫu này em mặc lên rồi cực kỳ xinh luôn. 170.000 này. Đây nhá, có khuy cài với cả có hình cái con gấu gấu ở đây này. Đấy, có hình cái con gấu hay con mèo rất là xinh này. 170k này. Đây, nhìn cho anh màu đẹp nhỉ. Nhìn hay là góc này là mới đẹp. 170.000 nhá mọi người. À hôm nay thì nhà em ở bên này thì lại không chưa có dạ chị ạ. Ở bên cơ sở này lại chưa có áo dạ nhá. 170.000, ai lấy thì chốt nha. Em sẽ mặc váy len với cả áo len cho mọi người. Váy len dáng dài à? Yếp rồi. Có dáng dài mấy. À còn một cái khoác len này. Còn một cái khoác len mọi người ơi. Còn sót một cái khoác len len tiêu. Khoác len màu ghi này, 180k. Khoác len cao như gần dáng dài nhá. Đây ạ, xinh cực kỳ. Màu kiểu len kiểu len tiêu ấy, nhưng mà chất len dày cực. 180k này. 180k kèm số điện thoại ạ. 180 nhá, mặc lên sang rất là sang. Bởi vì nó là kiểu len dài ấy, mặc lên rất là sang luôn. 180.000 này. 180.000 nhá. À ở bên này không có áo bò đâu ạ, chỉ có áo nhung thôi. Chỉ có áo khoác nhung thôi nhá. Rất là áo khoác nhung với cả áo bomber gió ấy ạ. Tí nữa em sẽ like nhá. Áo ghi này có giá là 180.000. Phải lên dài để mắc cả chân. Hiện tại thì không có dài để mắc cả chân đâu chị ạ. Hiện tại chỉ còn mẫu hình như qua hồi thôi. Không có dài quá đâu. Mẫu dài quá lần trước cũng bán hết rồi. 180 này. Chị Như Quỳnh lên mà lấy thì để lại cho em xin số điện thoại nhá. Cái này chất len cực kỳ đẹp luôn. Mọi người ý, mua không bao giờ có cái áo len nào với giá này mà chất như thế này đâu. Chất cực kỳ dày. Đây nhá, dày lắm. 180.000 nhá. Mọi người lấy thì để lại cho em xin cả số điện thoại nữa này. 180 kèm số điện thoại nhá. Chất len rất là đanh luôn, dày. Cầm nặng tay luôn. 180. Váy dài đến gối thì hiện tại cũng rất là ít. Chị đã số điện thoại rồi. Ok ok, chị Nhung Như Quỳnh Lê ạ. Em sẽ qua váy len nhá. Qua váy len này. À khoan len em chốt cho chị Như Quỳnh Lê rồi ạ. Chị Như Quỳnh Lê ơi, cái mẫu đấy tầm dưới 58 cân đổ lại nhá. Chị bao nhiêu cân thế? Mà cái đấy dễ mặc lắm. Bởi vì áo khoác mà rất là dễ mặc. Khoác cardigan ấy, thế nên là mọi người không sợ lo chật đâu. Áo khoác kiểu tay dàn di này. À nhầm lại, áo khoác váy len nhá. Váy len màu nâu tay dàn di này. À cái áo khoác kia hết rồi chị ạ. Mọi người có thể cài, có khuy cài nhá, kiểu dàn di ở bên tay này. Có cả cái khuy cài tay nhá. Giá áo này là 150k này.
áo khoác dàn di giá một à nhầm váy dàn di giá 150k nhá. Em ơi. Áo khoác dàn di 150.000 này. 47 cân bằng em luôn. 47 cân bằng em luôn. Em 47 cân cao 1m6 đây. Không rộng tí nào luôn chị ạ, bởi vì cái đấy là dáng len co giãn ý. Không rộng đâu, vừa luôn đấy. Em 47 cân cao 1m6 đây, thế này chị yên tâm không hề rộng một tí nào luôn. Em vừa mặc lên vừa nhá, chị yên tâm đi ạ, chị cứ nhận hàng đi, không hề rộng đâu nhá. Váy nhá, váy len này, váy len tay dàn di nhá, màu nâu tây, màu nâu cam chứ. Chất len rất là đẹp luôn, giá là 150.000 này. Mẫu này ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. 150 kèm số điện thoại. 150k kèm số điện thoại nhá. Tay dàn di em sẽ qua luôn mẫu khác nhá. Qua luôn mẫu khác. Váy len dài, váy nhà em ơi chỉ còn váy đến gối thôi. Không còn váy dài hẳn như hôm trước đâu. Không còn váy dài đến mắt cá chân đâu. Hết mất rồi mọi người ạ. Qua mẫu len, em thì chỉ có mẫu len. Váy này là đẹp đẹp. Yến này tí về mặc với là cái gì? Váy len hồng nhá, mặc luôn cho mọi người này. Đấy, bằng em luôn đấy chị Như Quỳnh Lê ạ. Chị cao và nặng bằng em luôn. Thế nên là chị yên tâm mặc chỉ có đẹp thôi. Áo len pha màu nhá. Áo len pha màu này, à váy len chứ, kiểu váy. Mà kiểu này mọi người phải mặc một cái váy bên trong, thế nên nó kiểu áo giấu quần ý mọi người ạ. Đây nhá. Váy len pha màu này, em đang mặc với cả chân váy nhá. Nếu mà ai tầm 1m5 mấy ạ thì mặc nó sẽ thành dáng váy, nó sẽ dài hơn một tí nhá. Nếu mà ai cao cao thì mọi người mặc thành dáng giấu quần. Áo len này có giá là 100. Đây nhá, áo len này giá là 150.000. Áo len pha màu 150k này. Đây ạ, màu rất là đẹp luôn. 150.000 nhá. 150k kèm số điện thoại đi ạ. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại này. Ở đằng sau này. 150.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. Chất len cực kỳ ấm luôn. 150k. Em sẽ qua mẫu khác nhá, áo len nhá, bơ sẽ qua tiếp áo len nhá. À, vẫn còn một cái áo khoác kẻ này. Váy, cái này là váy nhá, váy kẻ này, em sẽ mặc tiếp, váy kẻ này. Áo khoác hết rồi mọi người ạ. Áo khoác còn cái kẻ lúc nãy. Với cả một cái màu nâu, chỉ còn mỗi hai cái đấy thôi. Còn đâu là hết mất áo khoác rồi. Bơ chỉ còn, bơ em sẽ like áo len với cả váy len nhá. Bơ sẽ like áo len với cả váy len này. Váy len màu nâu này. Váy len này là chất len ép nhá. Chất len ép rất là đẹp. Chị xem lại cái màu nâu tua rua tí em. Là cái chị lấy rồi đúng không ạ? Cái đấy xinh mà lúc đấy có nhiều người chốt lắm. Đây chị Khoai ơi. Cái nâu tua rua đây nhá. Đây ạ. Cái nâu tua rua này. Em mặc lên dáng xinh lắm mà. Màu đây nhá, màu chất len này. Giá à quên mất. Đây nhá chị ơi. Cái màu nâu của chị đây. Rất là xinh tua rua. Ok chị ạ. À cái len này len ép nhá. Chất len ép có giá là 160.000. Chất len ép này có giá là 160.000 này. Đây ạ, chất len ép cực kỳ đẹp. Màu này là màu kiểu màu cam nâu nhá. Màu cam nâu giá là 160k này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. 160 kèm số điện thoại nhá, chất len ép.
Mẫu này tầm dưới 50. Mẫu này tầm dưới 56 cân đổ lại. 56 cân đổ lại nhá, giá là 150.000. À nhỉ, 160.000. Giá là 160.000 này. Ai là đi trước cho em là 160 kèm số điện thoại. Nhá. Qua áo len nhá, không mặc váy nữa nhá, mọi người không thích váy mấy à? Mọi người không thích váy mấy thì em sẽ qua áo len nhá. Áo len bên đấy em. Cái này đơn giản nhá, cái này đơn giản nhưng mà vẫn rất là đẹp này. Áo len cổ 3 phân. Màu ghi nhá, cổ 3 phân này. Áo len cổ 3 phân nhá, mẫu này có giá là 115.000. Mẫu này có giá là 115.000 này. Tay kiểu bồng bồng rất là xinh luôn, 115k nhá. Mọi người mặc với cả chân vải như em ấy, hoặc mọi người mặc với cả quần cạp cao ấy rất là xinh. 115.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 115 kèm số điện thoại. Chất len dày nhá, chất len rất là dày luôn. 115.000 kèm số điện thoại này. Váy qua gối ạ. 115k kèm số điện thoại nhá. Này. 115k kèm số điện thoại này. Cái ép váy kẻ này rất là xinh luôn. Cái ép váy kẻ này chất len nét nhá, chất đanh cực kỳ này. Chất đanh cực kỳ, 115k. Chị Minh Phượng này, ok ạ, cho chị Minh Phượng nhá. Xinh lắm. Mặc kiểu yêu yêu ấy, kiểu tay bồng bồng rất là yêu. 115k, chị Minh Phượng để lại số trước rồi chị ơi. Tại chị không comment theo đúng cú pháp. Chị chọn sang mẫu khác nhá, có một cái len cũng ngắn ngắn. Chị Minh Phượng này. Một cái váy len ép nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Em sẽ mặc xen kẽ cho mọi người nhá. Sẽ mặc váy rồi lại mặc áo cho mọi người. Mặc xen kẽ nhá, để ai thích váy thì xem váy. Để cho mọi người đỡ phải đợi lâu. Váy kẻ chất len ép mà chất cực kỳ đẹp. Váy kẻ này có giá là 100. Váy kẻ này 170.000 này. 170k nhá, chất len ép dày dặn. Đây, chất len ép cực kỳ dày dặn luôn này. 170k này. Đầm dài qua gối có đấy ạ. Đây nhá, váy len này có giá là 170.000 này. Chị Thi Nhanh Lê gộp đơn váy đang mặc đúng không ạ? Chị Thi Nhanh Lê gộp đơn nhở. 170k chất len ép cực kỳ dày luôn. Đanh. Chất len ép nhá. Kẻ này rất là xinh, ok. Cộp đơn chị Thi Nhanh Lê này. Váy qua gối có một cái kiểu xẻ xẻ cũng rất là xinh này. Váy qua gối hiện tại cũng rất là ít. Chỉ còn dáng váy kiểu đến gối thôi. Có một kiểu xẻ xẻ nhá. Ok chị Thi Nhanh Lê. Có thấy chị cún con dễ thương nhá. Bây giờ mới thấy comment của chị này. Ok. Hai em 170. Like sen kẽ ok ạ. Ok nhá, sẽ like sen kẽ này. Qua cái mẫu dài dài này cho chị xem đã. Bởi vì chỉ còn duy nhất một cái mẫu dài này thôi. 160k màu xanh lá này. Nhưng mà cái mẫu này hình như là nó lại. À không, cái mẫu này không xẻ tí nào luôn. Cứ tưởng xẻ. Cái mẫu này là nếu mà chị nào mặc dáng dài ấy rất là xinh này. Đợi em nhá, em đang xem cái đai của nó. Màu xanh lá đậm nhá. Váy rồi lại áo nhá. Mỗi người thích một kiểu nên là em sẽ la xen kẽ. Đây nhá. Đây. Xinh không? Cái này mọi người có thể thắt theo lại eo của mình. Cái gì nhỉ? Em này có giá là chị vừa bảo nhiêu nhỉ? Xem giá đi, có giá đấy. 170 ạ. Áo này là
Váy này là 160 nhá. Váy này có giá là 160k này. Ai đấy thì chốt cho em là 160. Chất len kiểu chất len mượt nhá. Chất len mượt cực kỳ đẹp này. Xinh lắm. Dài dài qua hồi nhá. 160.000 này. Ok, chốt cho chị Linh Vũ xanh dồn đơn nhá. Xanh dồn đơn 160k này. Ok, bây giờ sẽ like tiếp áo này. Sẽ like sang áo này. Sẽ like sang áo nhá. À mọi người thích áo nhung không? Em like thử mẫu áo nhung cho mọi người nhìn nhá. Em like thử một mẫu áo nhung cho mọi người nhìn cho đỡ chán. Áo nhung 160k này. Áo nhung nhá. Sang mẫu áo nhung. Áo nhung này thì mặc ấm thôi rồi luôn. Bởi vì chất nhung dày lắm. Chất nhung dày dày cực nhá. Ở bên trong còn lót cả bông nữa. Đây. Áo nhung chữ H này 160k này. Áo nhung chữ H màu xanh rêu 160.000. Đây. Hết rồi chị ạ. Chị Linh Nhi ơi, cái màu xanh lúc nãy hết rồi. Lót bông ở bên trong nhá. 160k này, chất nhung này. Chất nhung nhá. Đây ạ, chất nhung cực kỳ đẹp luôn. Chất nhung ấm lắm. 160.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. 160 kèm số điện thoại. Đầm dài hiện tại đầm dài qua gối cũng hết rồi nhỉ. Ai còn một cái xanh ạ? À? Xanh có dài không? Em sẽ qua màu xanh nhá. Đầm dài. Ok, em sẽ tìm xem còn cái đầm dài nào không nhá. Áo nhung này 160 có ai lấy không ạ? Mọi người mua cái áo chất nhung này về mặc thử của nhà em đi. Chất đẹp lắm luôn ý. Mà 160.000 mà cực kỳ ấm luôn. Mọi người không đi đâu mà mua được với cái giá này đâu. Cái đấy á. 160.000 nhá. Ồ, có một cái cổ lọ dáng dài này mọi người ơi. Em sẽ mặc một cái cổ lọ dáng dài nhá, dài dài lắm. Đây ai thích dài thì có luôn dài. Dài cực kỳ luôn. Em sẽ mặc luôn cho mọi người này. Đầm cổ lọ nhá. Đầm cổ lọ dáng dài. Đầm calo không có đầm calo đâu ạ. Váy cổ lọ dáng dài nè. 160.000. Cái này cũng là màu xanh đậm. 160k kèm số điện thoại luôn này. Mọi người không nhanh là hết thui. Đây nhá. Để em bỏ dáng xuống. Đây. Cổ kiểu cổ 3 phân nhá. Cổ 3 phân này. 160k. 160k mặc em M6 mặc dài qua hối này. Có một cái túi ở bên cạnh nhá. 160.000. Đây ạ. Lên dáng xinh chưa? 160 kèm số điện thoại cho em. 160 kèm số điện thoại nhá. Chất len đây ạ. Chất len nhá. Màu này ở ngoài đậm đậm ý. Rất là xinh. Màu này ở ngoài là màu xanh lá đậm nhá. Nhìn trong cam nó không rõ nhỉ. Chị Quát. Ok chị Quát ạ. Em cho chị Quát nhá. Chị Quát cũng thích dáng dài đúng không? Hình như chị Quát lần trước cũng lấy một cái dáng dài. Chị Quát cổ lọ 160 này. Để xem còn cái len nào dài dài hẳn không nhá. Hình như hết rồi. Mọi người comment chậm. Còn dáng dài màu khác không ạ? Để em tìm nhá mọi người. Dáng dài như hiện tại cũng à đây có một mặc cái màu xanh này luôn nhá. Cái gì đây? Cái mẫu váy xanh đây. Cái mẫu váy xanh này dài qua gối nhá. Cái mẫu váy xanh này dài qua gối này. Ok chị nha. Em đang like từ từ bởi vì mọi người cũng thích xem ở dáng ngắn ấy, thế nên em sẽ like xen kẽ nhá. Cái này chân len nét này. Cổ tim nhá. Cái này cũng không dài mấy, cái này chả dài mấy. Cái này nó cũng chưa đến gối mọi người ạ. Đen xanh ạ. Ô cái này à. Nhìn thấy. Cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này cũng là chất len nếp luôn này. Chất len nếp màu xanh này rất rất là lạ luôn nhá.
Màu xanh này cực kỳ lạ luôn. Màu xanh này cực kỳ lạ luôn. Có giá là 160.000 này. À, váy len này có giá là 160k nhá. Đây ạ. Dáng kiểu dáng suông ấy mọi người. Cái này chất cực kỳ co giãn, bầu bì cũng bao che thoải mái luôn nhá. Mẫu này thì tầm dưới 60 cân đổ lại cho em. Mẫu này dưới 60 cân đổ lại nhá. Giá là 160.000 này. Đây ạ. Cho đội bay đi. 160k nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Màu này rất là lạ. 160 nhá. 160k kèm số điện thoại. Mọi người có thích áo khoác bomber không? Em sẽ lên một hai mẫu áo khoác bomber cho mọi người nhá. 160.000 này có ai chốt không? Ai chốt để lại cho em nhá. Để lại số điện thoại cho em này, xem còn cái nào dài không nhỉ? Đấy ạ, đầm xanh em mặc rồi. Cái đen đen này nó cũng ngắn. Nhấm. À còn một cái khoác len này. Còn một cái khoác len 130k này. Em khoác tạm lên thôi nhá, bởi vì mặc cái áo trễ vai này, mặc áo khoác không hợp mấy. Còn một áo khoác len pha màu 130.000 này. Pha màu hồng với cả ghi nhá. Áo khoác pha màu 130k hồng ghi này. Đây ạ. Kiểu khoác cardigan mọi người, giờ này đang gió mùa đông bắc về ấy. Mọi người mặc cái này khoác nhẹ ở bên ngoài rất là hợp luôn. Bây giờ mua một cái áo khoác nhẹ để khoác thời tiết này là ok rồi đấy mọi người ạ. 130.000 nhá. 130k này. Em đang khoác với cả áo này, mọi người mặc với cả cái đồ đen đen ý, hoặc là đồ màu khác thì nó sẽ hợp hơn nhá. Giá là 130.000 này. 130k ai lấy thì chốt cho em nhá. 130.000. Váy tiếp đi. Váy nhá, váy tua rua nhá. Váy tua rua len S này. Qua mẫu váy tua rua len S. 150k. Tua rua nhá mọi người. Váy này nó hơi ôm một tí. Váy đây nhá, váy tua rua này. Đây ạ. Váy này hơi ôm một tí nhá. Váy này tầm dưới 54 cân đổ lại thôi. Váy này tầm dưới 54 cân đổ lại nhá. Giá là 150.000 này. Váy này có giá là 150k. Nó hơi ôm, kiểu tôn dáng. Hơi tôn dáng một tí mọi người ạ. Kiểu mọi người mặc ôm ôm một tí rất là tôn dáng. Đây là kiểu tua rua xinh lắm. 150k này. Chất len rất là đẹp. Chất len này cũng là chất len ép luôn. Chất len ép 150.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 150k kèm số điện thoại này. Kiểu tua rua ở dưới nhá. 150k kèm số điện thoại ạ. Màu này cũng rất là đẹp. 150 kèm số điện thoại nè. Em mặc váy mất. Đấy. Em đang mặc cái váy xòe bên trong. Thế nên là nhìn nó hơi bị cộm. Hơi bị cộm một tí. Nhưng mà đây em mặc cho mọi người xem lên dáng thôi ạ. Lên giá thôi, bởi vì em còn mặc áo len nữa. Thế nên là để cho mặc cho nhanh nhá. 150k nhá. Ai lấy mẫu này thì chốt cho em sẽ qua mẫu khác này. 150 kèm số điện thoại đi ạ. Qua mẫu len ngắn nhá, xem kẽ nhá. Nóng phết. Qua mẫu len ngắn cổ 3 phân này. Cái này cũng chưa có. Em định. Đây ạ, mẫu len ngắn màu xanh rêu với cả chữ rất là xinh luôn này.
màu xanh rêu cả chữ nhá, cổ 3 phân. À đâu cổ, cái này gọi là cổ lọ rồi. Mọi người nếu mà ai mà không thích cao quá ấy, có thể gập xuống nhá. Gập xuống này. Gập xuống cũng rất là xinh, giá là 140.000. Len này có giá là 140k nhá. Màu rêu với cả chữ nhìn rất là nổi. 140.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại nhá đây ạ. Chất len đây nhá. Chất len kiểu nó đanh đanh nhá. Kiểu đanh đanh nhá, mọi người giặt về không hề bị bay rã luôn. Không hề bị bay rã một tí nào luôn. Chị Trang lên 140 này, ok ạ. Ok cho chị Trang lên 140k này. Lấy tiếp một cái mẫu mã áo màu tiếp nhá. Chị Trang lên cho chị Trang lên rồi nhá. Chị Hằng xuống đó, chị có thể qua xem cái mẫu khác. Em chuẩn bị mặc cái mẫu cũng dáng nó cũng gần giống. Cổ 3 phân cũng gần giống luôn nhá. Màu này cũng là màu xanh rêu luôn. Nhưng mà mỗi tội cái này là trơn, không có chữ này. Mẫu này trơn nhá. Đây ạ, mẫu này trơn này. Mẫu này có giá là 135k này. Mẫu này là 135.000 này, cổ 3 phân này. Đây ạ, 135.000 cổ 3 phân nhá. Chất len cực kỳ mượt luôn. Chất len mướt cực kỳ. Chất len rất là mướt nhá. 135.000 này. Ai lấy chốt cho em là 135 kèm số điện thoại. Mẫu này tầm 54 cân đổ về. 54 cân đổ về nhá. 54 cân đổ về 140.000 à đâu? 135.000 nhá. Mẫu này 135k này. Mọi người mặc với cả chân váy, quần dài là chua mọi người. Mọi người tùy mọi người mix ý. Mà chua mọi người mix cái đồ nào cũng rất là đẹp. Giá là 100... Em like đúng không? Giá là 100... Bao nhiêu là 135.000 nhá. 135k này. 135k, mọi người mặc với cả cặp cao ấy rất là xinh. 135k kèm số điện thoại. Có một cái len hình ông già Noel này. Trông yêu yêu này. Cái len hình ông già Noel nhá mọi người. Đây ạ, hình ông già Noel. Cái này là bằng kiểu chất nhung nhung ý. Ông già Noel này là chất nhung nhá. Chất nhung. Chất nhung. Cái này là giá. Cái này 120k nhá. À chân váy không bán đâu ạ, chân váy của em. Chân váy của em không bán nhá. Ông già Noel này 120.000 này. À đúng rồi, sắp đến Noel rồi, mọi người mua đi. Mọi người mua để Noel mặc luôn. 120k này. 120.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 120 kèm số điện thoại này. 120 kèm số điện thoại nhá. Cái này chất len cũng rất là đẹp luôn, 120 màu đỏ. Màu kiểu màu đỏ thuần ý. Giá là 120.000 nhá. Ai lấy chốt cho em 120 kèm số điện thoại. Qua mẫu áo cổ lọ màu xanh coban này. Qua mẫu áo cổ lọ màu xanh coban nhá, mặc lên luôn cho mọi người xem. Áo cổ lọ, nó kiểu váy váy nhỉ. Cái này dáng kiểu hơi giấu quần. Nó là dáng kiểu giấu quần nhá. Chị Khoai lấy áo này đúng không ạ? Áo này có giá là 100 bao nhiêu nhỉ? Áo này có giá là 160.000. Áo này có giá là 160.000 nhá. Đây ạ, chất len dày 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 dặn luôn. 135k là cái gì nhỉ? À, cái xanh rêu đúng không ạ? Đúng rồi, cái xanh rêu đây nhở. Dài quá, đấy. Thế ạ, thế thì chị Linh Vũ thôi, không lấy cái này nữa nhá. Chị Phạm Hương lấy cái rêu 135 đúng không ạ? Ok, cho chị Phạm Hương cái màu rêu em vừa mặc nhá. Cái màu rêu em vừa mặc 135.000 cho chị Phạm Hương. Chị Phạm Hương này. Cái áo xanh rêu nhá. Cái này 160k này. Chất len dày dặn, chất len ép nhá. Rất là xinh luôn. 160.000. Mà thôi 155k luôn nhá.
bớt 155k luôn cho ai lấy này. Ok chị Phạm Hương ạ, cái này mọi người mặc mặc kiểu với cả chân váy ở bên trong nhá, thành kiểu dấu dấu quần nhá, rất là xinh nhá, 155.000 này. Mẫu xanh cô ba 155.000 nhá, cổ lọ rất là ấm. Đây 155k này, ai lấy chốt cho em là 155 kèm số điện thoại, 155 kèm số điện thoại này. Dày dặn lắm mọi người ạ. Mặc lên pha màu này, mặc lên cũng rất là xinh luôn. Màu xanh cô ba mặc lên yêu yêu ấy. 155k. Có ai lấy không? Nhá. 155k nhá, ai lấy thì chốt cho em này. Quá rẻ rồi, không thể bớt thêm được nữa. Bởi vì chất lên cực kỳ dày luôn. Mặc cái này nó dáng dáng dài nữa ấy mọi người ạ. Dáng dài nữa ấy, thế nên nhé sẽ không bớt hơn được nữa đâu nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em, sẽ qua mẫu áo này. Sẽ qua mẫu khác nhá. Mẫu này mặc dấu quần, mặc rất là xinh. Qua mẫu khác luôn. Qua hết các mẫu hôm nay luôn nhá. Nhiều mẫu lắm. Mẫu màu 155 chốt cho chị Trang Xuân không dấu, ok ạ. Xinh lắm chị ạ. Chất dày lắm luôn. Cầm nặng tay luôn. Một em màu vàng này mặc lên nổi cực kỳ này. Một em len màu vàng mặc lên rất là nổi luôn này. Đây ạ. Em này có giá là 130.000. Màu vàng này 130.000 này. 60 cân có áo cho người 60 cân đấy ạ. Những cái áo nào rộng rộng một tí thì 60 cân sẽ mặc vừa nhá. Tí nữa em sẽ like mấy cái áo dáng rộng rộng nhá. Đây ạ, mẫu này 130k này, màu vàng mù tạt, mặc nổi cực kỳ luôn. 130.000 này. Nó kiểu dáng suôn suôn một tí nhưng mà nhìn kiểu trơn đơn giản nhưng mà mặc lên rất là xinh ý. Nhìn đơn giản thế này thôi nhưng mặc lên xinh lắm. 130.000 nhá. 130.000. Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại ạ. Ai lấy thì chốt là 130 kèm số điện thoại cho em nhá. 130 kèm số điện thoại ạ. À. Đây nhá, màu vàng này. Chất len, cái này cũng là chất len nếp luôn đấy. Nhà em toàn chất len đẹp thôi. Ok, chốt dồn đơn cho chị Khoai ạ. À. Dồn đơn chị Khoai 130 này. 130 chị Khoai lấy mất rồi. Chị Oanh Oanh comment chậm mất rồi. Mọi người comment chậm đấy nhở. Em bây giờ em mới thấy của comment mấy người chốt ý. Mọi người comment nhanh tay lên ạ. À. Mẫu chỉ có một cái thôi mọi người ơi. Cái len này 115.000 luôn này. 115k luôn len kẻ này. Len kẻ 115k luôn nhá. Đây ạ, len kẻ 115.000 luôn này. Dáng cái này chất nó kiểu mỏng mềm mượt ý. Nó kiểu rất là mượt. Mềm, sờ rất là mềm luôn. 115.000 này. Kẻ nâu nâu, kiểu kẻ nâu nâu nhá. Ở cái vạt là xanh rêu. 115k này. Ai lấy thì chốt cho em là 115 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em là 115 kèm số điện thoại nhá. Mẫu này chỉ tầm dưới 54 cân đổ lại thôi ạ. Mẫu này dưới 54 cân đổ lại thôi nhá. Em đã nói cân nặng rồi đấy ạ. Thế nên là mọi người nhớ chốt cho em theo cân nặng nhá. Dưới 54 cân đổ lại. Giá là 115.000. 115.000 em áo len này nhá. 115.000 nhá, ai lấy chốt cho em sẽ qua luôn mẫu khác. Qua nhanh cho mọi người chọn nhá. Áo len màu tím này. Hết qua gối rồi chị ơi. Hết qua gối rồi, chỉ có yếm thôi. Hiện tại chỉ có yếm qua gối thôi, trừ váy qua gối bây giờ hết mất rồi ạ. À còn nhà em hình như còn mỗi hai cái áo khoác len, tí nữa em sẽ lên nốt nhá. Áo nỉ bây giờ chỉ có áo nhung thôi, áo nỉ cũng hết mất rồi mà. Hết rồi chị ạ. Có một cái áo nỉ, còn duy nhất một cái áo nỉ này. À đây vẫn còn một cái áo nỉ màu này ở đây. Còn ba mẫu
này. Áo nỉ hình con chim nhá. Áo nỉ hình con chim này. Đính kiểu lấp lánh nổi cực kỳ luôn. Nay không có dạ chị ạ, nay đang like ở bên cơ sở áo xe không có dạ nhá. Cái nỉ này nhá, lấp lánh xinh cực kỳ, giá là 140k này. Ở bên trong, à cái này là nỉ nhá, nỉ bình thường mọi người mặc thời tiết này là ok rồi đấy. Giá là 140.000 này. Cái này mặc nổi lắm luôn, nhìn kiểu lấp lánh nhá. Áo em đang mặc có giá là 120.000 nhá. Màu kiểu màu tím, tím nhạt xinh lắm, 120.000 này. Ai lấy chốt cho em là 120. Chị Thi nhanh lên là gộp đơn áo nào đấy ạ? Chị Thi nhanh lên gộp đơn áo em đang mặc hay là áo nỉ hình con chim này ạ? Ok chị Thi nhanh lên này. Chị Khoai lấy áo này đúng không ạ? Xem nhau bảo nhá. Áo ngắn. Lanh gọi vào số của tôi đi Lanh ơi, Lanh gọi vào số của tôi đi. Bà gọi vào số của tôi đi. Em nghe đi, bảo tầm này thì bán để báo lại. Áo khoác cam ok ạ, à, mọi người đợi em một tí nhá. Em đang bị nhầm giá áo tím này. Mọi người đợi em một tí nhá. Em bị nhầm giá này, em sẽ chốt lại này. Chị Khoai lấy áo nỉ 140 đúng không ạ? Chị Khoai lấy áo nỉ 140 dồn đơn này. Bảo em đang bị nhầm giá áo tím nhá, mọi người đợi em một tí. Áo nỉ này giá 130k này. Áo nỉ đỏ nhá, ở bên trong lót bông, giá là 130.000 này. Áo khoác cam đợi em một tí ạ. Mọi người, chị Thi Anh Lê ơi, em đang bị nhầm giá áo tím này, đợi tí em sẽ báo giá lại rồi mọi người chốt sau nhá. Đang bị nhầm giá áo tím, mọi người đợi tí, bởi vì Lanh lại bảo áo này giá khác nha, mọi người đợi một tí nhá. Áo nỉ đỏ này giá 130.000 này. Mẫu này dưới 54 cân đổ lại nhá. 150k, mặc cái này chỉ 52 cân thôi. Mẫu này dưới 52 cân đổ lại này. 130.000 nhá, nỉ lót bông. Nỉ lót bông giá là 130.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em. 130 kèm số điện thoại. Áo khoác cam hình như hết rồi chị ạ, chỉ còn màu nâu thôi. Áo khoác cam nhà em hết rồi nhá. Đấy, Lanh vừa vào xem xong mà em bị nhầm giá đấy ạ. Áo nỉ này có một cái áo nỉ cổ lọ nhá. Còn duy nhất một cái nỉ này thôi. Còn duy nhất một cái nỉ này nhá. Nỉ cổ lọ này. Mẫu này có giá là 160.000. Mẫu nỉ này có giá là 160.000. 135. Ở bên trong lót bông nhá. Ở bên trong lót bông này. Ở bên trong lót bông. Chị Linh Vũ lấy áo nỉ này đúng không ạ? Áo nỉ này dày lắm. Ok chị Linh Vũ này, chị Khoai dồn này. À chị ơi, chị Linh Vũ dồn đơn mất rồi mọi người ạ. À chị Thi nhanh lên ơi, áo em đang mặc có giá là 135k nhá, chị có lấy nữa không ạ? Em vừa bị nhầm giá nhá, sorry mọi người, vừa bị nhầm giá xong. Áo len này em đang mặc có giá là 135.000 nhá. Áo len này em đang mặc là 135.000. Chị Linh Vũ dồn đơn. Chị Linh Vũ dồn đơn này, ok này. Mọi người ơi, áo nỉ em đang mặc nhá. Ok, chị Thi Anh Lê ạ, chị Thi Anh Lê dồn đơn áo len này. Áo nỉ hình như hết rồi đấy, em kiểm tra xem còn mẫu nỉ nào không nhá. Mọi người thích áo nỉ đúng không? Áo nỉ hiện tại nhà em cũng hết. Mà áo khoác cũng hết luôn. Còn một cái nỉ đỏ này. Còn một cái nỉ đỏ nhá. Đây ạ, cái nỉ đỏ này kiểu ngọc trai ấy. Ok chị Thi nhanh lên. 135k là cái gì nhỉ? 135k em chốt cho chị Thi nhanh lên mất rồi chị ơi. Cái này nhá, nỉ đỏ này có giá 120.000. Đây ạ, cái này là chất nỉ da cá nhá. Mặc áo lại áo khoác cam, chị Thi lên có áo khoác cam đúng không? Em lấy áo khoác cam cho chị. Áo đỏ này giá 120.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 120 kèm số điện thoại. 120 kèm số điện thoại nhá. Đây ạ, khoác cam đấy nhá.
cái áo bên trong thì em sợ mặc áo khoác nó sẽ không hợp mấy. Đây là áo khoác cam đấy nhá. Em đang mặc cái áo bên trong nhìn nó không kiểu nổi mấy. Khoác cam đấy ạ. Khoác cam đấy ạ, chị Thi Nhanh Lê ơi. Khoác cam này, khoác cam kiểu lỡ chị mặc cái váy ở bên trong rất là xinh. Chị ơi, đơn của em gửi chưa? Chị Hoàng Diệu Linh này. Chất len em nhá, chị Thi Anh Lê, ok chưa? Để em cất. Chị Thi Anh Lê, ok chưa? Đơn. Để em sẽ check đơn nhá. Chị Hoàng Diệu Linh là đơn ở bên cơ sở nào đấy ạ? Để em sẽ check đơn cho chị sau nhá. Em sẽ qua màu khác này, ok chị Thi Anh Lê ạ. Còn một cái áo khoác len nào. Áo khoác len này. Áo khoác len màu nâu nhá. Áo khoác len màu nâu. Áo này có giá là 100 bao nhiêu nhở? Lúc em vừa bảo bao nhiêu quên mất rồi. Áo khoác len màu nâu này. Đây ạ. Khoác len nhá chất này. Giá là 160.000 nhá. Áo khoác len này có giá là 160k này. Ok chị Thi Nhanh Lê ạ. Mai em sẽ gửi đơn cho chị luôn nhá. Áo khoác len này có giá 160.000 này đây ạ. Kiểu rất là nhẹ nhàng mà màu này mặc lên rất là tây nhá. 160.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. 160k kèm số điện thoại nhá. Màu nâu tây. Mọi người mặc với cả cái váy dài ở bên trong cũng rất là đẹp. Và hoặc là mặc với cả quần cũng rất là ok nhá. Hoặc là mặc váy xòe như em cũng rất là xinh này. Giá là 160.000 nhá. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Em sẽ qua tiếp len cho mọi người nhá. Qua tiếp áo len cho mọi người này. Ơ cái áo vàng lúc nãy còn một cái này. À cái này kiểu khác. Em định gái. Chị sợ. Này. 160.000 ạ. Chị Thanh Hao, ok chị Thanh Hao. Chị Thanh Hao lấy áo khoác nâu đúng không ạ? Mọi người comment theo đúng cú pháp chị Thanh Hao comment đầu tiên này. Chốt áo khoác nâu cho chị Thanh Hao nhá. Ok. Chốt cái khoác nâu cho chị Thanh Hao này. Chị Thanh Hao ok cho em nhá. Em sẽ mặc sang mẫu len khác cho mọi người. Bà thế á? Thế có mắc không? Thế có mắc không để hả? Mặc không? Cứ mặc lên nhá, mặc lên kiểu bán luôn ý. Tại tôi lấy mẫu mặc. Đây nhá, cái màu vàng này. Áo len màu vàng nhá. Len ép 160k, cái này là chất len ép nhá mọi người. Chất len ép, chất len cực kỳ đẹp luôn. Nói chung nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Ok chị Thanh Hai, cho chị áo khoác màu nâu 160k rồi nhá. Chốt cho chị áo khoác màu nâu giá 160k rồi này. Áo len này có hai cái nơ buộc ở hai bên tay rất là xinh này. Kiểu tay bồng bồng rất là xinh nhá. Giá là 160k chất len ép. Chất len ép 160k. Ok. Báo 160. Ai lấy mẫu này thì comment cho em là 160 kèm số điện thoại này. 160 kèm số điện thoại này. Cái này chất len ép à? Cái này chất len. Cái này chất len kiểu mượt mượt, đanh mướt mướt đi. 160k. Màu vàng nhá. Mọi người ơi, màu vàng mù tạt mặc lên cực kỳ tôn da luôn. 160.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. Anh nhân lên dáng đây ạ. Mẫu này thì tầm dưới 50 cân, 58 cân đổ lại nhá. 58 cân đổ lại giá là 160.000. Giá là 160. À em cứ này cho chị Thi Anh Lê sao? Giá là 160k này. Đây ạ, ai lấy thì để lại cho em nhá, xong rồi sẽ qua mẫu khác luôn này. Có nơ ở tay xinh lắm luôn nhá. Rất là xinh. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại, em sẽ qua luôn mẫu khác cho mọi người. Mọi người nhớ là để lại cho em số điện thoại nhá. 160k.
qua luôn mẫu khác cho mọi người. Đợi em một tí em sẽ qua mẫu khác cho mọi người. Mặc mấy cái này nhá. Em sẽ qua mẫu áo len khác nhá. 160 nhỉ. Áo len giảng rộng nhá. Mọi người ai thích áo len giảng rộng không ạ? Em sẽ mặc mấy mẫu áo len giảng rộng cho mọi người này. Em sẽ mặc mấy mẫu áo len giảng rộng. Đây là mẫu áo len này nhá. Mẫu áo len này kiểu dáng gọi là gì ạ? Kiểu dáng chùm mông nhá. Mẫu này mẫu kiểu dáng chùm mông nhá. Giá là 160k, chất len cực kỳ dày dặn luôn. Chất len cực kỳ dày dặn luôn nhá. Mà cái màu này cũng cực kỳ độc. Nói chung hàng nhà em toàn là hàng tuyển chọn thôi. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái thôi ạ. Thế nên là hàng cực kỳ độc luôn nhá. Giá là 160k này. Ok, sau đó sẽ like váy len nhá. Mọi người đợi em một tí ạ. Mẫu áo len chùm mông này có giá là 160.000 nhá. Áo len chùm mông 160k này. Mọi người mặc kiểu rộng rộng một tí rất là xinh. Nếu mà ai thích mặc kiểu cái dáng rộng này ạ thì mặc cái này cực kỳ đẹp luôn nhá. Giá là 160.000 này. Nhìn ở ngoài đẹp hơn trong cam bởi vì nhìn ở ngoài mới rõ họa tiết ạ. 160k kèm số điện thoại này. Ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. 160k kèm số điện thoại. 160k toàn áo. 160k kèm số điện thoại nhá. Váy len nhá, em sẽ lên váy len cho mọi người. Em sẽ lên mẫu váy len cho mọi người nhá. Em sẽ lên một cái váy len màu vàng rất là xinh luôn này. Váy len màu vàng mù tạt nhá. Đây ạ. Mẫu váy len này chỉ có 140k thôi này. Mẫu váy len này có giá là 140.000 nhá. Màu vàng mù tạt cực kỳ xinh luôn. Em cao 1m6 mặc chạm gối nhá. Áo em đang mặc có giá áo em vừa mặc là 160.000. Áo em vừa mặc là áo chùm mông nhá, chất dày lắm luôn, cầm nặng tay luôn. Áo em vừa mặc đây nhá, giá là 160k này. Mặc lên mới nhìn kiểu đẹp được ý mọi người ạ. Mặc lên dáng thì nhìn mới đẹp được, dơ thì nó sẽ không rõ dáng đâu. Mặc lên dáng kiểu len chùm mông ấy rất là xinh nhá. 160.000 cái áo em vừa mặc. Còn áo em, còn váy em đang mặc giá là 140.000 nhá. Váy em đang mặc là 140.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 140. Mọi người em đang mặc ngược đấy. Cái vạt đằng sau đáng lẽ nó phải dài hơn. Em lại mặc ngược. Cái vạt nó ngắn hơn. Giá là 140.000 nhá. Cái này xinh xinh. Cái này cũng mặc lên cũng rất là xinh luôn. Kiểu nó trơn nhưng mà nó rất là đẹp. Cái áo vừa mặc đây em vừa rồi mà chị xem đây nhở. Cái áo vừa mặc đây nhá. Cái này là chùm mông đấy ạ. Cái này là dáng chùm mông nhá. Chất len rất là dày. Chất len dày dặn. Nói chung là mọi người em dơ để mọi người nhìn thôi chứ phải mặc lên dáng thì mới nhìn đẹp được. Chứ dơ này nhìn nó kiểu thùng thình ý, mặc lên dáng nhìn mới đẹp được. Chị Hoa Nguyên mà lấy thì để lại cho em xin số điện thoại ạ. Không có đơn chưa? Chị Hoa Nguyên mà lấy thì để lại số điện thoại cho em nhá, chị chưa có đơn. Chị Hoa Nguyên lấy chị chưa để lại số điện thoại em sẽ gộp đơn cho chị Mỹ Dung. Bởi vì chị chưa comment số điện thoại em sẽ gộp đơn cho chị Mỹ Dung này. Ok, chị Mỹ Dung một đơn 140 này. Mọi người comment phải theo đúng cú pháp đi ạ. Mọi người không comment theo đúng cú pháp thì em không chốt đơn được đâu. Em sẽ để cho người nào comment trước đấy. Ngắn. Nhưng cái này chất len bình thường.
có màu sáng hơn không? Cái chùm bông là chị, cái chùm bông tí nữa em sẽ mặc thêm một cái chùm bông nữa. Áo len kẻ nhá, áo len kẻ mẫu này form hơi bé. Mẫu này chỉ tầm dưới 50 cân đổ lại thôi. Mẫu len kẻ này chỉ tầm 50 cân đổ lại thôi nhá. Ok, em sẽ len. Cái len này có giá là 130.000 này. Len này dưới 50 cân đổ lại thôi nhá mọi người. Dưới 50 cân đổ lại thôi, giá là 130k. Giá là 130k nhá, chất len rất là đẹp luôn. Màu kẻ mặc lên cũng rất là xinh này. Giá là 150.000. À đâu, 130.000. 130k chốt cho chị. À đâu, chị Hoa Nguyên để số chậm mất rồi. Ok ok, chị mẹ sâu nhá. Chị Phạm Hương dồn này, ok này. Em dồn đơn cho chị Phạm Hương nhá. Chị Hàng Xuống để sau mất rồi. Chị Hàng Xuống comment sau mất rồi, mọi người chọn sang mẫu khác giúp em. Áo này mặc kiểu áo cũng rất là đẹp đúng không? Mọi người cũng thích kiểu áo đúng không? Rất là đẹp. Chân lên em. Hả? Ừ, thế này là kệ. Mình biết không? Cái này cũng chân lên em này. Cái này chân lên em này, 60. Cái này là mặc cái gì nhỉ? Đó, chị không biết rồi nhá. Hay là mình... Áo len đỏ này. Áo len đỏ nhá, chất rất là đẹp luôn. 140k này. Áo len đỏ chất. Đây ạ, chất đây nhá. Ui, nhìn trong cam nó bị cam cam. Nhìn ở trong cam nó màu hơi cam, chứ ở ngoài là màu đỏ nhá mọi người. Ở ngoài là màu đỏ nhá, chất kiểu chất lì. Chất rất là lì luôn nhá, 140k này. Áo này có giá 140.000 nhá, ai lấy thì chốt cho em. Mẫu này dưới 52 cân đổ lại. Mẫu này 52 cân đổ lại. Ok, chị Hoa Nguyên đợi em một tí nhá. Mẫu này dưới 52 cân đổ lại này, giá là 140.000. 140k này, ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Khoác lên nhà em còn đúng một cái sai, đợi em một tí nhá, còn đúng một cái thôi. Áo đỏ này 140 nhá, ai lấy thì chốt cho em sẽ qua màu khác. Em sẽ like sang váy len nhá. Váy len nhá, có một cái váy len chân len rất là xinh. Sẽ like luôn này. Váy len nhá. Cái này chưa quá. Nhưng mà cái này không phải chân len nét. Không, cái này không có. Nên là trơn. Nhá. Mẫu này ở dưới là đáp ren này. Đây ạ. Mẫu này dáng hơi ôm một tí nhá, ở dưới đáp ren. Mà cái mẫu này chỉ tầm dưới 52 51 cân đổ lại. 51 52 cân đổ lại nhá. Em đang mặc cái váy xòe bên trong nhá, thế nên là nhìn nó hơi bị cộm một tí. Mọi người mặc bình thường thì rất là xinh nhá. Mẫu này có giá là 160k này. Màu len ghi nhá, đáp ren ở phía dưới 160k. Mẫu này dưới 52 cân đổ lại nhá. 52 cân đổ lại mặc vừa. Nó kiểu hơi ôm ôm rất là tôn dáng. Em đang mặc chân váy thế là nhìn nó hơi bị cộm một tí nhá. Mẫu này có giá là 160.000 này. Đây ạ, chân len rất là đẹp luôn, 160k màu ghi. Chị Hằng Sún ok ạ, cho chị Hằng Sún này. Ở dưới là đáp ren mềm nhá, cực kỳ đẹp, đáp ren mềm nhá. Có một cái len màu tím cũng rất là xinh này, em sẽ lên một cái màu tím cho mọi người nhá. Cho nó lạ lạ. Lên một cái màu tím cho mọi người cho nó lạ nhá. Trăm 130k em tím này. Màu tím này xinh lắm. Đây ạ, màu tím nhá. Em tím này 130.000 này.
Em tím này 130k. Màu tím ở ngoài đậm đậm hơn một tí, rất là xinh. Đây là kiểu xẻ. Đấy, mình lại mặc ngược à? Mọi người đợi em thì em quay lại cho mọi người nhá. Tại cái mắc ở đằng ấy, tại cái giá ấy. Chị mặc theo cái giá. Đây để em mặc lại cho mọi người đúng giá. Đây ạ. Cái này là kiểu vạt, vạt ở đằng sau dài hơn nhá. Vạt ở đằng sau dài hơn đằng trước này. Mặc với là chân váy nhìn rất là xinh. Nhìn đằng sau thì như kiểu váy ấy. Còn đằng trước thành kiểu 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 như này nhá. Đằng sau thì nó như kiểu dấu quần ấy. 130k nhá. Cái tím này 130k này. Chị Huyên Bui có đơn rồi. Có rồi sao nhỉ? Huyên Bui. Huyên Bui. Còn à, chị để số kìa. Ok, cho chị Huyên Bui này. Cho chị Huyên Bui màu tím này nhá. Mặc lên xinh lắm. Mọi người ai có thích mẫu đen trơn không? Cái này biết trong rồi. Mọi người ai có thích đen trơn không ạ? Cổ 3 phân đen trơn này. Tím em chốt cho chị Huyên Bui mất rồi mọi người ơi. Cổ 3 phân đen trơn nhá. Cái này mặc lên rất là đơn giản mà rất là đẹp. Cổ 3 phân mặc kiểu ấm ấm, mặc ở bên trong áo khoác ấy ạ. Cái này mẫu này tầm dưới 52 cân đổ lại thôi. Cái form nó hơi ôm một tí. Ở dưới bo bo nhá, ở dưới bo này 52 cân đổ lại nhá. Giá là 100. Giá là 130.000. Mẫu này có giá là 130.000 nhá. Chất len cực kỳ đẹp luôn này, chất len đanh lì, rất là đanh lì nhá. Nói chung mọi người cứ nhận hàng chất len nhà em đi ạ. Nhà em cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Mẫu len trơn 3 phân 130.000. Bởi vì cái này nó kiểu kiểu đơn giản như thế nên là em sẽ không mặc lên dáng. Bởi vì như thế này mọi người đã nhìn thấy rõ dáng rồi này. 130.000 nhá. À ok chị Huyên Bui ạ. À, chị Huyên Bui ơi, hình như chị hôm qua là đơn ở bên cơ sở khác đúng không? Nhà em không có đơn ở hai cơ sở đâu ạ. Hiện tại là em đang live ở bên cơ sở Ao Sen nhá. Còn hôm qua live là ở bên cơ sở Ngô Gia Khảm cơ. Nhà em sẽ không có đơn hai nơi đâu ạ. Chị có ship riêng không? Nếu mà chị ship riêng thì chị ok cho em nhá. Không thì em sẽ để áo cho người khác cũng được ạ. Bởi vì nhà em sẽ không gộp đơn hai cơ sở đâu ạ. Áo tím này. Nếu mà chị không chốt thì sẽ để cho chị Phạm Hương dồn đơn đúng không? Phạm Hướng. Phan Hướng á. Phan Hướng là chốt đơn đúng không? Chị Hoa Nguyên có đơn. Chị Hoa Nguyên comment trước này. Chị Hoa Nguyên có đơn chưa? Có rồi đúng không? Chị để chị Hoa Nguyên có đơn rồi sao? À ok em, ok thôi chị lấy đâu, chị vẫn lấy, chị Huyên Bui lấy. À chị Huyên Bui là lấy hay không lấy nhỉ? Bởi vì mình bảo là không thì để cho người khác, chị vẫn ok. Chị Huyên Bui là chị lấy hay không lấy ạ? Thì chị comment lại giúp em nhá để em biết ạ. Cái mẫu len màu nâu nhá. Len màu nâu này kiểu tua du ở dưới này. Cái này mọi người phải mặc với cả chân váy ở bên trong. Hoặc là mọi người mặc với cả quần dài. À quên mất, đúng rồi, em xong rồi sẽ lên một mẫu áo chụp mông nhá. Ok em là chị Huyên Bui lấy đúng không ạ? Ok ok chị Huyên Bui ạ, ok chị ạ. Cái len tím này xinh lắm bởi vì mỗi nơi nó sẽ có một kiểu len khác nhau ấy ạ. Thế nên mọi người lấy đi bởi vì mỗi kiểu nó chỉ có một cái thôi. Mẫu này nhà em có giá là 150k nhá. Mẫu này có giá là 150.000. Màu nâu tây. Màu nâu này mặc lên rất là tây. Bởi vì nó là màu nâu tây. Giá là 150.000 này. Ai lấy chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. 150k kèm số điện thoại nhá. Kiểu tua rua rất là xinh. À, 44 cân 5. Dồn đơn này. Chị thi anh Lê dồn đơn áo nâu này đúng không ạ? Chị thi anh Lê dồn đơn áo với Nam mặc đúng không ạ?
Ok nha, em rồi lên chị Thi Anh Lê nha, chị Lê, Thi Anh Lê ơi. Ôi 4m5 cân, 4 cân. Ok chị Thi Anh Lê ạ, rồi lên. Quên mất, nốt món này rồi em sẽ lên lên áo chùm mông cho chị mẹ sâu nhá, quên mất ạ. Áo len màu nâu luôn, màu nâu kiểu màu nâu sẫm sẫm nhá. Màu này mới là màu nâu tây, màu sẫm này. Cái này cổ tim nhá, em đang mặc cái áo bên trong nhìn nó hơi bị lộ. Có áo giá ngắn nhá, đây áo đang mặc cũng giá ngắn này, nhìn nó bị lộ cái áo bên trong. Áo len màu nâu tây nhá. Áo len màu nâu tây đây ạ, cổ tim như thế này nhá, cổ tim này. Giá là 140.000. 140.000. Dưới 58 cân đổ lại mặc vừa. Dưới 58 cân đổ lại mặc vừa nhá. À đâu nhầm, dưới 58 cân. Dưới 58 cân nhá. Giá là 140.000 này. Ai lấy chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Em sẽ giảm luôn 5k nhá, 135.000 cho ai lấy áo này này. 135k cho ai lấy áo này nhá. 135k kèm số điện thoại này. Ai lấy thì chốt cho em là 135 kèm số điện thoại. 135k kèm số điện thoại nhá. $135.000 có ai lấy mẫu này không ạ? Em sẽ qua mẫu khác nha mọi người. Em sẽ qua luôn mẫu khác nhá, mẫu chùm mông cho chị mẹ sâu nhá. Chùm mông màu sáng à. Màu sáng cũng chẳng có mấy. Cái này thì trông sáng. Cái trông sáng sáng nhỉ. Em sẽ qua mẫu chùm mông nhá. Hả? Ở đây chị. Mẫu chùm mông này. Màu này cũng sáng sáng đấy ạ. Giá là 150.000 cho em áo này này. 150k. Màu nâu nha. À nhỉ. Hả? Cái gì? Chị ơi đơn qua em chứ. Đơn của chị hôm trước là ở bên nào? Chị Thi Nhanh Lê ơi, bây giờ em cũng không nhớ luôn. Bởi vì em không chốt đơn nhá, thế nên em cũng không nhớ luôn là đơn của chị ở bên nào ấy ạ. Chị có gì để em hỏi xem đơn chị ở bên nào nhá. Tại em không chốt đơn nên em cũng không biết đơn chị ở bên nào. Đây ạ, áo chùm mông nhá. Áo chùm mông kiểu kẻ kẻ này. Có giá là 150.000 này, mặc lên dáng rất là xinh luôn. Mọi người thấy không ạ, mẫu chùm mông này phải mặc lên dáng thì mới đẹp. Chứ dơ bình thường nhìn nó kiểu thùng thình rất là xấu. Nhìn lên dáng mới đẹp này. 150k này, dưới 60 cân đổ lại nhá. Mẫu này dưới 60 cân đổ lại giá là 150.000 này. Ai lấy thì chốt cho em ạ. Mẫu này xinh lắm mà mọi người không ai thích mẫu này à? Xinh lắm luôn này, 150.000. Đây nhá. Ai lấy thì chốt cho em sẽ qua luôn mẫu khác, em sẽ qua mấy mẫu nữa thôi nhá. Em sẽ qua mấy mẫu nữa cho mọi người. Cái váy gì mình vừa bỏ ra đẹp nhỉ. Qua mẫu khác nha mọi người. Đấy. Cứ co lên đi. Đừng có chơi gương mà lộ hết. Qua mẫu váy kẻ nhá, qua từng mẫu một.
Không, váy kẻ mấy màu luôn, rất là nổi nè. Kẻ này màu màu mặc lên kiểu tay tay mà chị em thấy đẹp ý. Em không thấy kiểu xấu đâu. Em thấy màu mặc lên tây trông đẹp mà. Mặc lên dáng cũng xinh. Cái chùm bông này chỉ có kiểu kẻ kẻ như thế thôi. Cái gì nhỉ? Váy kẻ nhá, váy kẻ pha màu này, giá là 140.000. Váy kẻ pha màu này giá là 140k nhá. Váy này có giá 140.000 này, ai lấy thì chốt cho em là 140 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho anh là 100 à, ai lấy chốt cho em là 140k kèm số điện thoại này. Chất len pha màu rất là đẹp luôn nhá. Pha màu cực kỳ đẹp luôn này. Giá là 140.000 này, lên giá cũng rất kỳ cực kỳ xinh. Hả? Lên. Bằng cái gì? Vừa chụp chiều nay cái gì? 140k ai lấy thì chốt cho em này. 140 kèm số điện thoại. Cái này lên giá xinh lắm mọi người ạ. Mọi người không ai thích mẫu này à? Rất là xinh luôn. 140.000 nhá. Đấy, chị có ở đây đâu. Đây ạ, à, ai lấy mẫu này thì comment cho em là 140 này. Có mẫu kẻ ở dưới pha chân ren này. Mẫu kẻ ở dưới pha chân ren nhá. Cái này là chất len, kiểu chất len ép nhá. Đúng không nhỉ, cái này kiểu chất len ép. Chất len kiểu lì lì á. Giá là 150.000 này. Cái mẫu này mặc lên thì rất là xinh. Không phải, chưa. 150k này, ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại này. Ở dưới đáp gen nhá. Ở dưới đáp gen này, đây ạ, ở dưới đáp gen 150.000. Mẫu này dưới 54 cân đổ lại nhá. Mẫu này dưới 54 cân đổ lại, giá là 150k này. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. Chị Phan Hướng là có đơn rồi không? Hay là chị bảo là chị Phạm Hương là chị Phan Hướng nhỉ? Không phải đâu, hai người Phan Hương em có nhìn rõ là chị Phạm Hương không? Đúng. Chị Phan Hướng mà lấy cho em xin số điện thoại. Chị Phan Hướng mà lấy cái này thì cho em để lại xem số điện thoại nhá. Ok, cái này mặc lên dáng thì rất là đẹp rồi chị ạ, thế nên là em mới không mặc đấy chứ. Cái này lên dáng cực kỳ đẹp rồi. Chốt cho chị Phan Hường nhá, cái này mặc lên cam kết xinh luôn cho mọi người, nói chung ạ. Lúc nãy cũng mặc một cái mẫu đáp gen rồi ấy. 150k. Xinh lắm. Mặc cho mọi người một cái len màu tím dáng dài nhá. Ơ, bây giờ mới thấy này. Một cái len màu tím dáng dài nhá. Lúc ấy có ai mà chưa chốt được màu tím ấy. Cái này dáng dài. Lúc ấy có chị nào thích dáng dài nhỉ? Chị quất thì có 170k này. Len màu tím 170.000 cổ lọ này. Dáng dài nhá mọi người. Cái này dáng dài nhá. Ai lúc ấy thích dáng dài mà bây giờ em mới tìm thấy. Bây giờ em mới tìm thấy một cái em dáng dài đây ạ. Đây, xinh lắm luôn này. Xinh cho mọi người ơi, 170k này. Len dáng dài 170k nhá, em cao 1m6 này. Em cao 1m6. Em đứng xa cho mọi người nhìn rõ ràng nhá, 170.000 này. 170.000 nhá, ai lấy chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. Ok, gộp đơn chị Thi nhanh lên này. Gộp đơn chị Thi nhanh lên nhá. Lên một em dáng dài nữa này. Sao bây giờ mới nhìn thấy dáng dài nhỉ? Lúc ấy tìm thì không thấy đâu. Ok, gộp đơn chị Thi nhanh lên này. Qua tiếp mẫu. Mẫu dáng dài dài một tí nữa này. Vâng ạ, rất là đẹp luôn đấy. Nhiều người thích mặc dáng dài ạ. Mặc dáng dài cũng rất là đẹp. Em gộp đơn cho chị Thi nhanh lên rồi nhá. Mọi người chọn qua mẫu khác giúp em. Qua một em màu nâu này, áo này 180k chất kiểu mượt mượt, mềm mượt nhá.
180 này. Cái này cũng dáng dáng qua gối này. Đây ạ, 180.000 nhá. Em đang mặc cái váy xòe bên trong, thế nên là mọi người nhìn nó có vẻ hơi bị cộm một tí. 180k nhá. Đây ạ, chất len này. Chất len kiểu mềm ấy, kiểu mềm mượt lắm. Đây, chị Quát. Chị Quát mà thích dáng dài thì còn lấy sang mẫu này không? Dài chấm gối đây. Em đang mặc cái váy bên trong nhìn hơi bị cộm nhá. Chị Mỹ Dung cộp này, ok, chị Mỹ Dung cộp đơn ạ. Nỉ mũ nhà em ơi, chỉ có nhung mũ thôi. Chị Quát đâu, chị chậm mất rồi. Chị comment sau mất rồi. Để em xem còn cái nào dáng dài nữa không nhá. Chị comment sau mất rồi ạ. Em cho chị Mỹ Dung mất rồi. Ai comment trước thì em sẽ để lại cho người ý thôi. Bởi vì cho nó công bằng ấy ạ. 180. Xem còn cái nào dáng dài không nhá. Hết rồi. Cái này có dài không nhỉ? Cái này cũng chạm gối đấy, em mặc lên nhá. Em mặc lên một cái màu đen trơn nhá, cái này cũng chạm gối này. Cái này là 150.000. Để em mặc lên dáng cho mọi người. 150k này. Tại cái này hơi body một tí nhá, thế nên là em đang mặc cái chân váy xòe ở bên trong. Đấy, chị chốt nhanh nhanh một tí là được rồi. Đen này. Đen nhá, xẻ. Cái này là xẻ hai bên nhá. Xẻ hai bên này. Mặc cái này kiểu rất chân kiểu nhìn nó dài, chân nó sẽ dài hơn ý. Giá là 150k. 150k em mặc chạm gối nhá. Em mặc là chạm gối 150.000 này. Chất len đây nhá, chất len này. 150k, cái màu đen này mặc thì rất là dễ mặc rồi. Bởi vì nó là màu đen thì rất là dễ mặc nhá. 150.000. Ai lấy thì chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. Có cả xẻ hai bên rất là xinh luôn. 150k kèm số điện thoại này. Ai lấy chốt là 150 kèm số điện thoại cho em ạ. Mấy già cái này cũng xinh xinh lắm luôn. 150 nha mọi người. Không ai thích màu đen à? Mọi người kiểu thích màu sắc thôi đúng không? Áo len ngắn nhá, lên 1-2 mẫu là ngắn nhá. Lên 1-2 mẫu là ngắn cho mọi người nhá. Còn cái vàng nào trơn không? Nhà em chỉ có cái vàng trơn mà tay nơ thôi chị ạ. Cái này em đã mặc rồi đó. Đợi em một tí nhé, đang thay mẫu. Qua một mẫu dài ngắn nhá. Cái này kiểu gì ấy nhỉ? Kiểu gì đó? Đây à? Đúng không? Lạ nhỉ? Hay mình mặc nhầm? Qua mẫu áo len dài ngắn cổ 3 phân nhá. Chị vừa xem gì nhỉ? À, cái áo vàng đúng không? Cái áo len dáng ngắn cổ 3 phân này. Cái phần tay của nó như thế này nhá mọi người. Cái phần tay của nó như thế này nhá. Đây ạ. Phần tay kiểu có cái này rất là xinh này. Mẫu này có giá là 140k. Mẫu kẻ này có giá là 140.000 nhá. Đây ạ, cái vạt ở đằng sau nó dài hơn nhá. Mặc cái kiểu này mà mặc với cả chân váy hoặc là quần legging cực kỳ xinh luôn. Bởi vì cái vạt ở đằng sau nó dài hơn đằng trước. 140.000 nhá. Đây ạ, cái áo len vàng đây nhá. Có một cái áo len vàng trơn này. Có một cái áo len vàng trơn nhá. Với cả cái này là tay buộc nơ. Cái này là tay nơ.
giá là 160k. Cái này giá 160k nhá. Nếu mà ai lấy thì chốt cho em là 160 kèm số điện thoại. 160k kèm số điện thoại nhá. Xinh không ạ? Xinh lắm luôn. Màu vàng mà tay nơ kiểu tay bồng bồng mi mặc lên cực kỳ xinh luôn nhá. 160.000 kèm số điện thoại này. Kèm số điện thoại cho em. Mọi người có ai lấy mẫu A5 mặc không ạ? Giá là 150.000 nhá. Có ai lấy không ạ mọi người? À? Nhà em cũng... Mọi người có thích áo khoác rồi đi. Để chị ấy cho. Mọi người thích áo khoác bomber sẽ lên một hai mẫu bomber nữa rồi em sẽ... Rồi đây sẽ lấy một mấy mẫu áo khoác bomber nhá. Con này lấy kiểu gì á? Đây có cái áo khoác bomber này. Áo khoác bomber hình gì ấy nhỉ? Hình kiểu đây nhá, hình kiểu như này em chẳng biết hình gì luôn. Nóng nóng quá mà áo len thôi mà áo khoác. Đây nhá, khoác bomber này. Đây nhá, khoác bomber này rất là xinh luôn này. Cái này kiểu khoác gió nhá, cái này là chất gió. Chất gió này, 180k nhá. Áo khoác này có giá 180.000 này. Đây là kiểu bomber nhá, kéo khóa lên hoặc là mọi người mặc kiểu này ý, với cả quần bò, quần bò rách ý, rất là đẹp. Giá là 180k này. Ai lấy thì chốt cho em là 180 kèm số điện thoại nhá. 180 kèm số điện thoại. Chị Chiến Hồ Mộng 180 này. Ok chị Chiến Hồ Mộng ạ. Cái bomber nhà em kiểu áo gió thêu rất là đẹp luôn nhá. Thêu rất là đẹp này, 180k này. Một cái em màu hồng nữa nha. Cái này là khoác gió nhá. Khoác gió hai lớp này. Khoác gió hai lớp nhá. Màu hồng nhạt. Màu hồng phấn. Màu hồng phấn đấy ạ. Cái này không có. Xem mình đi. Em cho chị Chiến Hồ Mộng rồi ạ. Áo hồng này nhá, nó hơi kiểu bị gọi gì nhỉ? Hoặc là kiểu có một mấy cái chỉ đi lên ấy. Kiểu nó hơi bị cái chỉ ấy mọi người. Em fix cho mọi người còn 165k nhá. Khoác hồng này 165 nhá. 165 này. Chị Trang Xuân có lấy áo này không ạ? Giá là 165.000 nhá. Nếu mà lấy thì ok cho em. Bây giờ mới báo giá. Bây giờ em mới báo giá nhá. Chị Trang Xuân lấy áo này đúng không ạ? 165k nhá. 165k áo gió 2 lớp nhá. Áo gió 2 lớp. Màu hồng phấn. Ốc cái này bị vét rồi. Nhìn này. Không đặt được ấy. Nhìn đi. À chị Trang Xuân ơi, cái này nhà em bị hơi bị vết rồi. Hơi bị vết rồi thì em sẽ qua mẫu khác, chị chọn sang mẫu khác cho em nhá.
Ok chị Chiến Hầu Mộng ạ. Hả? Hả? Chị nào? Chị Chiến Hầu Mộng để số rồi mà. Miệng à? Để chị đọc cho. Ồ. Chị Chiến Hầu Mộng 180 chị đọc số này. Chị Chiến Hầu Mộng 09055 45525. Được chưa? Đây còn một cái màu hồng nữa chị à. Chị gì nhở? Chị Trang Xuân ơi, còn một cái màu hồng này. Đây nhá, cái này cũng 165.000. Cái này cũng 165.000 này. Một trăm sáu mươi lăm k à đâu, cái này 170 chị ạ. Cái hồng này chất khác nhá, 170.000 này. Cái hồng này chất khác 170.000 này. À chị Trang Xuân vẫn lấy cái này á. Chị Trang Xuân bảo bớt cái này đúng không ạ? Cái này nó bị kiểu vết hơi xanh xanh, nếu chị có lấy hoa hay là chị lấy cái hồng ấy vừa dơ. Mà cái này chả rõ đâu. Nhìn kiểu ánh đèn vào mới rõ ấy nhỉ. Chị Trang Xuân thích lấy cái nào, lấy cái này thì em fix thêm á chị. Hay là chị lấy cái hồng em vừa dơ không? Cái hồng này cũng xinh lắm, 170.000 này. Một hồng này 170.000, thế á chị Trang Xuân chị lấy cái nào ạ? 170k là cái hồng mới đây nhá, cái hồng này chất đẹp lắm. 170.000 này. Ai lấy thì chốt cho em là 170 kèm số điện thoại ở đằng sau đây nhá. Ở đằng sau này rất là xinh luôn. Cái trước ạ, à, ok chị Trang Xuân, cái trước fix cho chị này. Cái trước fix em sẽ inbox giá sau nhá. Em sẽ fix thêm cho chị, em sẽ inbox cho chị giá sau nhá, để em hỏi đã. Em sẽ fix thêm cho chị nhá, em cứ dồn đơn cho chị rồi em sẽ inbox cho chị ạ. Ok chị Trang Xuân nhá. Em cứ ghi là 165 fix. Kiểu bảo là lỗi fix. Không để hỏi. Ok mọi người ơi, ok chị ạ. Ok, bây giờ nhà em xin phép được nghỉ nhá mọi người. Nhà em hôm nay đã like rất nhiều mẫu lên rồi, bây giờ nhà em xin phép được nghỉ đấy ạ. Mọi người ai mà có đơn rồi ạ thì mọi người inbox cho em xin thông tin địa chỉ để em chốt đơn và ship hàng đi cho mọi người nhá. Nếu mà ai ai dồn đơn hôm trước nhỉ? Dồn đơn hôm trước thì chọn thêm cho em để em sẽ gửi hàng đi cho mọi người này. À bây giờ cũng muộn rồi nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều này. Bye bye mọi người đã. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Buổi đêm. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Bye bye mọi người.